Rồi, xin chào các bạn tôi là cán bộ phụ trách bộ mà phần đầu của môn di truyền học và đại cương trên đôi dạ chào cô ạ Rồi, chào em Rồi, thì cô sẽ phụ trách hướng dẫn cho các bạn đi qua lần lượt là năm chương à, chương đầu tiên ngày hôm nay chúng ta học là chương đại cương chương thứ hai là di truyền học mang đen chương thứ ba là coi như là à, di truyền học à, sự tương tác giữa các cái gen rồi à, di truyền học nhiễm sắc thể và cuối cùng đó là cái về đi này thì sau năm cái chương đó thì à, tới cái phần của à, thầy phạm ngọc Dung sẽ phụ trách cho các em hai chương còn lại ba chương còn lại ha. À, sau đó thì chúng ta sẽ kết thúc thi thì à, cô được phân công Phụ trách cho các em trong 2 ngày Như vậy thì với cái khối lượng là 5 chương Thì các bạn sẽ Coi như là tự tham khảo Một chương Ngày hôm nay thì chúng ta sẽ đi chương 1 Và chương 2 như Nên là các bạn Nếu mà cái gì mà các bạn không hiểu Trong cái quá trình mà cô giảng Thì các bạn có thể sử dụng Cái biểu tượng ở trên cái màn hình à, Thì cô sẽ dừng lại Để mà coi như là giải đáp hoặc là trả lời những cái thắc mắc của các bạn được hay các bạn ha rồi. À, liên quan về cái chương đầu tiên là đại cương về di truyền thì trong cái chương này à, các em sẽ gọi là à, có được cái khái niệm về à, di truyền à, như thế nào là di truyền à, rồi à, cái gọi là cái các cái giai đoạn lịch sử à, ra đời của cái ngành di truyền học chúng ta phân tích về cái à, mối quan hệ giữa di truyền học với các cái ngành à, khoa học khác rồi à, cái sự tiến bộ của cái ngành di truyền học ngày nay nó đi như thế nào thì đó là cái nội dung của cái trường thứ nhất chúng ta bắt đầu đi vào cái đó là cái nội dung đầu tiên Yeah. các bạn nhìn thấy trên cái màn hình thì thông thường khi chúng ta nghiên cứu à, quan sát chứ xin lỗi khi mà chúng ta quan sát à, một cái gọi là cái à, một người hay là một cái đứa bé thì thông thường thì chúng ta sẽ có một cái gọi là cái gì à, một cái người à, đối chiếu thông thường nữa thì đó chính là cái gì những cái người mà có quan hệ gần với cái hình ảnh mà các bạn nhìn thấy ở trên cái màn hình thì mục đích của cái việc quan sát và đối chiếu đó chính là chúng ta muốn tìm kiếm một cái sự gì đó nó giống nhau hoặc là gì đó nó khác nhau à, giữa cái gì các bạn các bạn nhìn thấy và các bạn các bạn muốn đối chiếu ha? À, như vậy thì à, đó là cái gọi là cái phần mà đầu tiên là chúng ta à, biết được ha? và cái này là một trong những cái mà chúng ta thường quan sát hay các bạn ha chúng ta thường quan sát và chúng ta ghi nhận nhưng mà chúng ta không biết nó là cái gì thôi à. còn cái trường hợp thứ hai thì các bạn nhìn thấy à, chúng ta có được cái gọi là cái cái bảng à, cái gọi là cái bảng mà chúng ta thấy rõ ràng là muốn đối chiếu và cái bảng mà khác biệt thì nhìn hành các bạn nhìn quan sát trên cái màn hình đây là cái hình ảnh mà hai cái gia đình có thật à, đang sống sinh sống ở gọi là cái nam phi À, thì các bạn thấy rõ ràng có một cái sự khác biệt rất là nhiều mà giữa một, một cái thành viên à, một thành viên trong cái mỗi một cái gia đình như vậy điểm mà chúng ta thấy khác biệt rõ ràng nhất đó chính là cái gì màu sắc da à, màu sắc da của cái đứa bé so với những thành viên khác còn lại trong cái gia đình và thông thường thì theo cái miệng đời thì chúng ta hay nói hay nói và hay đổi thừa cho nhiều cái lý do quan toàn khác nhau ví dụ như cái hình ảnh phía trước à, các bạn nhìn thấy đó giống nhau thì chúng ta không nói gì khen ngợi rất là nhiều nhưng mà khác nhau thì chúng ta sẽ có những cái câu bình luận có thể là tích cực nhưng đa phần là nó tiêu cực thì à, ngày nay các bạn tiếp cận nhiều với gọi là cái thông tin được cung cấp rồi các bạn có nhiều cái phương tiện để mà các bạn gọi là tìm hiểu nếu mà cái gì điều nhiên là nó chưa có rõ ràng thì có rất là nhiều cái phương tiện để mà các bạn có thể lý giải nhưng mà ngay đầu tiên khi mà các bạn nhìn thấy cái hình ảnh trước mặt của các bạn thì rõ ràng đó là thông thường chúng ta sẽ đưa ra những cái gọi là lời phê bình mà nó gọi là không tốt lắm nhưng mà rõ ràng nếu mà các bạn đã đã học cái phần sinh học à, của là cấp 2 hoặc là cấp 3 thì chúng ta thấy cái sự khác biệt này nó chỉ khác biệt về màu da mà thôi nguyên nhân của cái sự khác biệt đó là cái gì đúng không cái gì vậy thì các bạn nhìn thấy đó đó là chúng ta đi giải thích được cái bản chất của của di truyền à, để mà chúng ta làm rõ được đó là tại đó. sao nó có cái sự khác biệt cô nghĩ rằng là các bạn đều có trả lời ha, cho cái hình ảnh này nhưng nhớ là chúng ta học di truyền thì nó phải theo cái gọi là cái hướng tích cực và cái hình ảnh thứ ba các bạn nhìn thấy trên cái màn hình thì chúng ta thấy rõ ràng đó là cái đây là cái loài cá sấu mà được chụp theo nhiều cái gọi là cái thời thời đại khác nhau À, giữa cái con cá sấu hiện đại ngày nay và cái con cá sấu cổ đại ở hình ở phía dưới các bạn nhìn thấy thì rõ ràng chúng chỉ có cái sự khác biệt nhiều về cái là cái kích thước của nó thôi nhưng mà về hình dáng bên ngoài thì chúng hầu như là hoàn toàn nhau nhặt à, thì đó là cái mà các bạn thấy uh, cái tại sao cô đưa ra cái hình ảnh này đây là một cái thông tin mà một cái loài cá sấu cổ đại cách đây 300 triệu năm chúng vẫn giữ nguyên được cái hình dáng ban đầu à cái hình dạng bên ngoài của cái loài cá sấu và nó không có gì khác biệt so với cái loài cá sấu hiện đại ngày nay thì từ những cái thông tin mà các bạn được cung cấp chúng ta thấy rằng rõ ràng là cái gì sự giống nhau à, sự giống nhau mà các bạn nhìn thấy được giữa cái gì một cái đứa bé sinh sinh ha một cái đứa bé sinh ra mới vừa sinh ra với bố mẹ của chúng à, nó được di truyền À, nó được di truyền và nó được thừa hưởng à, và cái thứ hai nữa cái hình ảnh mà các cá sấu cổ đại thì cho thấy được rằng đó là cái gì cái cái sự di truyền này nó có tính ổn định rất là cao 300 triệu năm đó là một cái khoảng thời gian rất dài mà rõ ràng là những cái đặc tính giống nhau về hình thái của loài cá sấu đó cho thấy được cái sự di truyền này nó rất là cao và rất là ổn định qua nhiều thế hệ hình ảnh thứ hai mà các bạn nhìn thấy À, chúng ta có thể giải thích đó chính là cái gì à cái cái sự đa dạng cái sự biến đổi về cái thông tin di truyền làm cho cái gì cái cá thể đó nó khác biệt hẳn với gọi là cái gì anh em của chúng với chính gọi là bố mẹ của chúng và cả cái gì à, cái gọi là cái cái loài của chúng nữa à, thì người ta cho đó là cái cái sự biến dạng hay sự biến dị các bạn ha như vậy thì đối với đó là cái con người chúng ta thấy là cái sự khác biệt về màu da của đứa bé so với anh em của chúng so với bố mẹ của chúng à, thì nó là một trong những cái mà rồi, chúng ta đó chính là cái sự cải thiện về màu da có nên hay không à, nhưng mà đối với cái vật nuôi thì trong cái quá trình mà chúng ta gọi là lai tạo hay là trong cái quá trình mà gọi là tiến hóa tự nhiên thì tất cả những cái gọi là cái tính biến dị à, của của các cái loài vật nuôi mà chúng ta thấy ngày nay nó chính là cái gì cái cái sự tiến bộ à sự tiến bộ về di truyền do cái gì cái sự đa dạng này rõ ràng nếu như mà các bạn thấy người ta nói rằng chọn lọc theo cái phương pháp truyền thống thì thông thường ở nhà chúng ta thường nuôi, ví dụ như nuôi gà, nuôi vịt hay là cái gì, nuôi lợn thì chúng ta thấy rõ ràng đó là nếu như mà chúng ta muốn làm giống và chọn một cái gọi là cái con cái loài mà chúng ta làm giống thì chúng ta chọn những cái con mà nó lớn hơn, nó đẻ sai hơn hay là nó cho nhiều thịt thật Đây là cái gọi là phương pháp truyền thống và chúng ta chỉ căn cứ trên những cái cái dữ liệu mà chúng ta có mà thôi. Đó, thì đó chính là cái gì? cái một cái sự biến dị nhỏ một cái sự thay đổi về cái thông tin di truyền và đó chính là cái nhiệm vụ của di truyền học như vậy cô có thể tóm lại cái di truyền học được định nghĩa được khái niệm nó là cái gì một cái nghiên cứu một là cái gì là một cái sự nghiên cứu về sinh học với hai cái đặc tính cơ bản nhất của sự sống đó chính là cái gì tính di truyền và thứ hai là tính biến dị tuy nhiên trong cuộc sống thì các bạn nhìn thấy cái gì gọi là cái sinh học của cái sự sống thì nó được đề cập tới ba cái vấn đề chứ không phải là hai cái gọi là cái vấn đề hay hai cái đặc tính mà di truyền học đã nghiên cứu như vậy chúng ta tìm hiểu xem cái đặc tính thứ ba nó là cái gì và đặc tính này nó đã được là đặc quyền đề cập trong cái học thuyết tiến hóa trong gọi là cái cái phần mà ông gọi là đưa ra cái quyển sách về học thuyết tiến hóa giữa các loại. Rồi một cái hình ảnh thứ hai, tại vì các bạn thấy là kể về cái hình ảnh um, loài cá sấu rồi cổ đại với là cá sấu hiện đại. thì hình ảnh thứ hai mà các bạn nhìn thấy đó chính là cái gì? À, nhiều cái con rắn, có nhiều kích cỡ khác nhau và có nhiều cái màu sắc hoàn toàn khác nhau nhưng mà chúng ta thấy rằng đó là cái tại sao chúng lại có nhiều kích cỡ khác nhau, chúng lại có nhiều màu sắc khác nhau, nhiều cái, là cái hình thái khác nhau. Theo các bạn thì tại sao? Ha. Rồi các bạn nhìn thấy à, cái, những cái chữ mà cô ghi ở trên cái màn hình đó, thì rõ ràng nó có một cái sự đa dạng à, giữa các loại để giúp chúng có thể thích nghi tốt hơn. À, thì để trong cái lúc mà chờ đợi các bạn trả lời thì thôi cô trả lời luôn cái phần này à, sự khác nhau về gọi là cái đặc biệt là về cái màu sắc của những cái những cái con rắn này đó chính là chúng sống ở những cái vùng vị trí địa lý hoàn toàn khác nhau à, và chúng phải gọi là tạo nên những cái màu sắc mà nó làm sao giúp cho chúng có thể lẩn tránh được kẻ thù hay nói một cái cách khác đó chính là cái gì sự thích nghi đặc tính thích nghi À, thì các bạn nhìn thấy ha, mặc dù chúng có sự khác biệt nhau về hình thái ha, hình thái rất là nhiều nhưng chúng ta vẫn gọi nó là con rắn à là con rắn chứ không thể nào là một gọi chúng ta gọi là cái con trăng hay là cái gì một cái loại khác à, chính vì vậy mà các bạn nhìn thấy thêm trên cái màn hình mà cô đưa ra trên cái gọi là cái tiêu đề đó đó là sự đa dạng chỉ xảy ra trong một cái khuôn khổ nhất định và nó không đi quá cái giới hạn về loại các bạn ha như vậy thì có nhiều cái giả thiết cái nói với các bạn thí dụ như chúng ta có cái giả thiết là thanh xà bạch xà đúng không à, thì bạn có thể có thể tưởng tượng đó là cái gì từ một cái con rắn nó có thể hóa thành người từ một cái con con gì À, con trồn nó quá gọi là lương quá trồn hay này kia nào đâu thì đó chỉ là những cái những cái giả thuyết liêu trai như vậy nhưng cô nói tại sao chúng ta nói là nó không thể nào vượt quá về loài à, nó có không thể gọi là nó không thể gọi là biến dị để mà thay đổi hoàn toàn cái nhiễm sắc thể của chúng à đây là mỗi một loài nó đều cố định một cái gọi là cái bộ nhiễm sắc thể hoàn toàn khác nhau thì phần này chúng ta Đi vào cái trường thứ tư là cái trường di truyền học nhiệm sạch ha, à, Cô sẽ nói rõ hơn. Như vậy thì trong cái gọi là cái phần mà nhân tố uh, tiến hóa của Đặc Quyền. Thì đây là cái gọi là cái uh, bìa của cái quyển sách là nguồn gốc của các loài. Mà Đặc Quyền đã gọi là uh, xuất bản năm 1859. À, thì trong cái quyển này các bạn nhìn cái là cái dòng chữ là tất cả các sinh vật đa dạng ngày nay là kết quả của một cái quá trình tiến hóa lâu dài. Tất cả các sinh vật thường xuyên thay đổi và những thay đổi này à, của mỗi loài giúp cho chúng thích nghi với môi trường. Như vậy thì trong tự nhiên nhé các bạn ha, trong tự nhiên thì cái đặc tính thứ ba mà coi như là được đề cập trong cái gọi là cái quyển thuyết tiến hóa về loài Darwin đã đề cập đó chính là cái gì? sự thích nghi, à, sự thích nghi của các loài để giúp chúng có thể làm gì à, tồn tại và tiến hóa, à, tồn tại và tiến hóa. À, nhưng mà về gọi là cái gì bản chất của loài nó không thay đổi. Như vậy chúng ta vừa đi xong qua cái phần khái niệm đầu tiên à, là về cái thế nào được gọi là về di truyền học chúng ta đi qua nội dung thứ hai đó là các cái giai đoạn phát triển của di truyền học thì theo cái gọi là cái sự phân chia giai đoạn của ngành di truyền học thì nó được chia ra làm ba giai đoạn đó là giai đoạn trước măng đen giai đoạn tại thời điểm măng đen và cái giai đoạn sau măng đen các bạn đang nhìn thấy trên màn hình đó là cái giai đoạn trước măng đen thì người ta cho rằng cái giai đoạn mà gọi là nghiên cứu về di truyền ở cái phần gọi là sơ khai nhất, đó chính là từ lúc con người biết thuần hóa, à, thuần hóa cái vật nuôi, à, có nghĩa là từ cái thời điểm mà người, thường, người tiền sử người ta không còn muốn gọi là du canh du cư nữa, thì người ta bắt đầu là cố định và những cái vật nuôi vật mà gọi là quan giả, những cái động vật quan giả người ta đem người ta săn bắt được, người ta ăn không hết thì người ta nuôi giữ, thì đó là cái thời điểm mà gọi là di truyền học nó ra được. Nhưng rõ ràng cái gì cái thời điểm đó khái niệm về di truyền nó gọi là người ta nói sao nó rất là ngu nghề rất là ngu nghề và cũng nói với các bạn đó chính là người châu á của mình là cái là cái đặc biệt là người trung quốc là cái nhóm người đã tiến hành thuần hóa thú rừng à, và coi như là đã đưa ra được cái bộ sách về tướng ngưu kinh à, cái bài gọi là tướng ngưu kinh này có nghĩa là cái gì nhận diện được cái tướng à, của cái con vật để mà chúng ta gọi là phát triển giữ lại để mà làm dòng thì đây là một trong những cái gọi là cái sự tiến bộ nhiều nhất do cái quá trình ghi nhận lại à ghi coi là cái kinh nghiệm à, của cái một số cái dòng họ tại Trung Quốc à, ghi nhận lại và họ lựa chọn được cái gì những cái giống mà gọi là tốt nhất có thể kể đến nếu như mà các bạn có gọi là coi những cái bộ phim, những cái bộ phim thí dụ như là uh, uh, Tam Quốc diễn nghĩa, uh, Đông Chu Liệt Quốc, uh, hay là coi như là về gọi là cái Xuân Thu uh, thì thì các bạn thấy uh, cái mà cái giống mà người ta đề cập nhiều nhất ví dụ cho chiến tranh đó chính là cái giống ngựa đúng không à, thì các bạn thấy rằng họ đề cập rất là nhiều và trong tất cả những cái quyển sách đó hoặc là coi như những câu chuyện truyền hình thì người ta lại đề cập rất là nhiều về cái gọi là cái hình dạng hay này cái nọ đồ của những cái con ngựa mà những cái ví dụ như là gì à, triệu tử lông hay là một số cái tướng à, người ta cưỡi đó thì các bạn thấy đó là nó là những cái gọi là cái gì cái sự chọn lọc mà chỉ có thuộc về một số nhóm gia đình và thôi. Còn ở châu Âu thì rõ ràng là những nước mà họ phát triển và họ đi rất là nhiều và cái việc truyền bá về di truyền học nó cũng gọi là được rộng rãi hơn so với châu Á. Tuy nhiên các bạn nhìn thấy hai cái nhà gọi là bác học mà gọi là rất là nổi tiếng và có tác động đến là cái cái gọi là cái sự nhận thức của những cái giới trí thức lúc bây giờ thí dụ như hai ông là ông tổ của cái ngành gọi là ngành y thì ông cho rằng cái gọi là cái gì à, việc mà tạo ra cái con con đó à, nó thì nó lại là à, từ cái từ một cái phần nào đó của cái cơ thể ha từ từ cái một phần nào đó của cái cơ thể thì cũng nói với với các bạn đó đó chính là cái gì hai bột đó thì ông theo một cái gọi là cái phần gọi là kinh thánh đó. thì dựa trên cái phần là Adam tạo ra cái Eva như thế nào rõ ràng là thí dụ như người ta nói là uh, cái gì là cái xương sườn xương sườn của Adam cho nên phải gọi là đi tìm kiếm cái xương sườn đó và coi như là mới gọi là gắn đúng vào cái gọi là cái cơ thể của cái người nào thì đây là một trong những cái mà uh, coi như là ngay từ ban đầu là là, là như vậy à, hoặc là coi như là uh, cái gì uh, Aristotle thì Aristotle thì ông lại là uh, theo cái học thuyết truyền uh, gián tiếp cho rằng đó là cái vật liệu sinh sản để tạo ra cái con con đó là nó được tạo ra từ cái từ cái chất dinh dưỡng tôi à, nói thí dụ như uh, các bạn thấy ra uh, mình ăn cái gì đó mình uống cái gì đó mình ở việt nam mình đó thì các bạn đọc mà cái cái chuyện cổ tích đó, ha thí à, dụ như là coi như là uh, sự tích sọ dừa rồi coi như là sự tích nàng út ống tre thì các bạn thấy rõ ràng là cái gì à, cái vật thể gọi là cái con con nó được tạo ra uh, nó là cái gì đó mà nó không phải là cái dây phối mà gián uh, trực tiếp uh, uh, mà coi như rõ ràng là cái vai trò của cái con đực và con cái hầu như là chúng ta không thấy À, mà chúng ta chỉ thấy được ra ờ à, như vậy thì cái con con nó được tạo ra theo cái cách ngẫu nhiệt cô à, không biết là các bạn vào gọi là sinh vào cái gọi là cái à, những cái thời điểm của năm nào Thí dụ như các bạn thuộc về danh sách thì rõ ràng là các bạn không có đọc nhiều cái cái à, cái truyện cổ tích đi ha? À, nhưng mà nếu mà các bạn mà thuộc là cái thế hệ mà bảy à, mươi thì rõ ràng cái thời điểm đó chúng ta có nhiều cái gọi là cái câu chuyện mà những cái đứa bé ra ngoài đường Thí dụ như cô nói nè các bạn thấy Ở sự tích về gọi là thánh dốc à, sọ dừa hay này cái nọ đâu Mình chỉ cần ra đường, ra ngoài giường các bạn thì đã thử đọc lại những cái câu chuyện cổ tích đó mình ra ngoài giường mình thấy một cái bàn chân nó rất là to mình chỉ coi là ướp cái chân mình vào trong cái gọi là cái dấu chân to đó về nhà là có bọc các bạn thấy chưa à, hoặc là chúng ta cứ cô nói nhất là các bạn có thể nghe hoặc là xem một cái gọi là cái vợ cả lương như tô ánh nguyệt các bạn thấy không nam nữ mình chúng chúng ta có một cái gọi là cái phần mà cái phần mà nam nữ thọ thọ bất tương thân đụng nhau là coi như là sẽ có con và coi như là bắt buộc là phải cười đó thì rõ ràng mà chúng ta bây giờ chúng ta các bạn là thuộc mà xem xét hay là các bạn thấy nhiều trên cái phương tiện rõ ràng là phải có cái gì à, cái sự phối hợp giữa cái người người nam và một cái người nữ thì nó mới có con chứ. Đúng không? Thì lúc bây giờ là cái thời điểm mà các bạn nhìn thấy họ đưa ra rất là nhiều cái quan điểm về gọi là cái việc mà tạo cái con con mà nó ảnh hưởng đến cái việc chọn lựa chọn như thế nào thì mãi đến thế kỷ thứ 17 bảy, tết là ông là một trong những cái nhà mà gọi là chuyên chọn tạo nhiều cái giống đặc biệt là cái giống mà ngựa các bạn, à, thì coi như là ông đã là tạo ra được rất là nhiều cái gì gọi là cái giống cao sản à, trên cái gọi là cái phần là à, phối các cái cá thể đực và cái à, tuy nhiên à, rõ ràng là đến cái gọi là giữa cái thế kỷ thứ 19 khi mà đặc quyên đưa ra cái học thuyết tiến hóa thì rõ ràng rõ ràng trong cái học thuyết tiến hóa này nó lại là có gì đó nó mâu thuẫn à, tại vì à, các bạn thấy rằng đó là ừ, trong cái tự nhiên nếu mà các bạn quan sát đó thì tại vì học cái cái học gọi là cái quyển mà tiến hóa nguồn gốc của các loài đó thì Darwin chỉ kể là những cái câu chuyện Mà ông đã quan sát Ông nhìn thấy nó như vậy thôi Cô thí dụ Khi mà các bạn Gọi là chúng ta bơm cát ha? Chúng ta bơm cát Rồi xong rồi là coi như để mà Lên trên cái, là cái đất ruộng đi Thời gian để mà cho nó Nó lắng xuống Thì nó sẽ có những cái hố trụng Đúng không? Thì các bạn nhìn thấy à, Nó có nước trong đó Nhưng mà các bạn thấy là Thời gian sau một thời gian ngắn thôi thì ở đó nó sẽ có tôm nó sẽ có cá hay này, cái rồi đó đâu. nhưng mà rõ ràng nó không có cái nước đầu vô à, nó không có nó không có liên kết với với sông nó không có liên kết với bất kỳ một cái vật nào mà có thể tạo ra cái con cá như vậy cái gì tạo ra con cá trong cái gọi là cái một cái gọi là cái dũng nước à, mà nó tự động là nó nó nó, nó có thì đặc quyền đã mô tả theo kiểu đó có nghĩa là à, cái gì tự cát nó sinh ra, tự đất nó sinh ra những cái con cá, những cái con tép, các bạn thấy chưa? Thì thời điểm đó là coi như là những cái đó là những ghi nhận, nhưng chúng ta biết được rằng đó là cái gì? Đất cát, à đất cát cộng với gì? À, những cái hợp tử của cái những cái con cá, những cái con tôm, những cái con tép, à, nó được hòa lẫn với nhau và khi gặp cái điều kiện thuận lợi thì nó mới gọi là cái gì? phát triển thành con nhưng mà chúng ta đâu có biết đâu chúng ta tự nhiên thấy là nước nó là như vậy tự nhiên có nước rồi hai ba ngày sau mình ra cái mình thấy có những con 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 nhỏ nhỏ nhỏ, nhọc hết đúng không thế thì đó chính là cái một cái trong những cái điểm mà nó làm cho cái ngành di truyền thời điểm bây giờ nó khó là phát triển nhưng mà gần cái gọi là cái cuối thế kỷ thứ 19 thì Weissman ông là một cái gọi là cái nhà khoa học người người Đức và ông đã đưa ra được ông coi như là à, đưa ra được cái đầu tiên nhận định đầu tiên đó là cái vai trò của cái con đực và cái con cái các bạn thấy vai trò của cái con đực và con cái trong cái việc mà coi như là hình thành nên cả thể mới đây là một trong những cái điểm mới trước cái gọi là cái giai đoạn của của mang đẹp Thì các bạn thấy rằng bắt nguồn từ cái sự thường hóa hình ảnh ở phía dưới cùng của cái màn hình đó chính là cái hình ảnh của cái con cái con ngựa ha cái con ngựa mà nó quan giả đầu tiên à, khi mà con người phát hiện ra thì cái kích thước của nó hiện coi à, như là nó chỉ bằng với con chó nhà như ngày nay thôi nhưng mà các bạn thấy à, thì những cái giống ngựa ngày nay chúng rất là cao to à, cao to dĩ nhiên là không thể nào nói là cái giống ngựa mà các bạn nhìn thấy À, thí dụ như ở Đồng Nai hay ở Vũng Tàu hay là thậm chí ở Đà Lạt là cái giống ngựa lớn không có Đây là cái giống ngựa nhỏ thôi à, các bạn nếu mà nhìn thấy quan sát được là cái gì những cái giống ngựa mà ở các cái nước thí dụ như là châu Âu đó thì các bạn sẽ không tưởng tượng được cái gì gọi là nó 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 to cỡ nào à, nó to như thế nào nó rất là lớn chứ không phải là những cái giống ngựa mà các bạn đã từng thấy ở Việt Nam thì điều này chứng tỏ được rằng đó là cái gì cái quá trình chọn lọc qua rất là nhiều gọi là cái gì à, cái thế kỷ à, con người đã bắt đầu là coi như nhận diện và chọn lọc được những cái giống ngựa có cái năng suất cao à, và đây là một trong những cái điểm mới của cái tiến bộ về về di truyền giai đoạn thứ hai đó chính là giai đoạn xong à, à, giai đoạn của mang đẹp thì giai đoạn này là năm 1000 à, vào giữa cái thế kỷ thứ 19. Đó, thì Mendel là là một trong những cái người đã phát hiện ra cái quy luật di truyền đầu tiên ha, về cái gì sự truyền các cái tính trạng. Ừ, và đây là một trong những cái người mà coi như là được xem được ngày nay thì được thế giới công nhận là ông tổ của cái ngành di truyền. Tuy nhiên, ở cái thời điểm mà ông đưa ra các cái công bố là của mình thì coi như là lúc bây giờ cũng nói với các bạn là à, đặc quyền ông đã đưa ra công bố cái quyển sách đó trước. à, và giữa cái kết quả mà mang đen đã đưa ra và cái quyển sách mà đặc quyền đã công bố thì hầu như là nó của đặc quyền nó thú vị hơn chính vì vậy mà lúc bây giờ coi như là người ta chỉ xem nó là một cái gọi là một kết quả nghiên cứu khoa học mà thôi chứ nó chưa gọi là được xem là cái tầm quan trọng à, tầm quan trọng của những cái công trình đó mãi đến 35 năm sau đã đến 1900 thì ba nhà khoa học là Free, Coren và Chermak là coi như là làm trên các cái đối tượng hoàn toàn khác nhau ông thì làm trên gọi là cái động vật ông thì làm trên cây đậu Hà Lan ông thì làm trên cái cây bắp thì rõ ràng ba ông này đều phát hiện ra cái sự di truyền của các cái tính trạng mà mang đen đã công bố trước đó 35 năm và cái sự mà tái phát hiện cái công trình nghiên bố gọi là công trình nghiên cứu này của ba nhà khoa học thì lúc bấy giờ ngành di truyền học được thành lập và người ta lấy mang đen là ông tổ của cái ngành di truyền thì bắt đầu là đầu thế kỷ thứ 20 thì lúc bấy giờ là được xem là cái thời gian mà sau màn đèn. thì cái phần mà công nhận uh, cái kết quả nghiên cứu của màn đen nó làm là một cái gọi là một cái um, trào lưu, ha, nó là một cái trào lưu mà đẩy các nhà khoa học hiện đang nghiên cứu những cái lĩnh vực khác, nghiên cứu về cái ngành gọi là di truyền. thì các bạn nhìn thấy vô liệt kê trên cái màn hình có rất là nhiều cái, nhiều cái công trình. Ví dụ như cô nói với các bạn là sử dụng mà cái thuật ngữ là di truyền đó, tiếng Anh người ta gọi là genetic đó, là tới năm là, là đầu thế kỷ thứ 20 là mới được sử dụng. À, những cái từ mà kiểu gen, kiểu hình hay là gen hay là cái nọ đồ thì cũng được công nhận vào cái thời điểm đó. Cho nên đối với các bạn bây giờ thì sử dụng những cái từ đó là cái từ, từ gọi là thông dụng ương nhiên là người ta sử dụng nhiều thì coi nó là cái từ nhưng đối với cái cái ngành di truyền thì các bạn thấy nó rất là khác khe. hả lúc bây giờ người ta nói ờ như vậy mới gọi là di truyền à, như vậy gọi là cái gì à, giống nhau hay là khác nhau hay là cái nọ đâu và trong cái gọi là cái giai đoạn sông mang đen thì chúng ta thấy nó có những cái mà gọi là sự kiện mà nó gắn liền với cái là cái ngành di truyền à, phân tử ngày nay thí dụ như là năm 1953 thì quá sinh vật đã khám phá ra cái cấu trúc xoắn kép và cấu trúc phân xoắn kép của phân tử DNA. À, đây là một cái trong những cái gọi là cái vật liệu di truyền à, rất là quan trọng để mà có thể thực hiện được à, cái sự di truyền và cái sự biến dị à, của cái à, của một cái một loại. Năm 1973 thì cái nhóm khoa học người Mỹ là Cohen và Boyer, thì ông đã khám phá được cái kỹ thuật gọi là cái ghép, ha, ghép hai cái tế bào, một là tế bào ếch và thứ hai là tế bào vi khuẩn à, để mà coi như là nó tồn tại trên một cái cơ thể sống à, và đây là một trong những cái phần mà giúp cho cái cái gọi là cái gì cái ngành y mà đặc biệt nghiên cứu về cái à, cái cái ung thư ấy các bạn thì nó gọi là được điều trị một cái sự kiện nữa đó là cái sự kiện năm 1997 thì à, quy một cái nhà khoa học người Anh à, đã là tạo ra một cái bản nhân bản một cái con cừu à người tên gọi của nó là Dolly từ một cái con cừu mẹ từ cái là gọi là tế bào tuyến vú của cái con cừu cừu cái và một cái sự kiện nữa mà phải nói là nó kết hợp với cái à, công nghệ, à, với cái gọi là cái cái tinh học đó các bạn. Đó là năm 2003. Thì cái gì con người gọi là công bố toàn bộ cái hệ gen ở người trước rồi đến cái, là cái động vật và những cái thực vật khác. Nên nếu mà các bạn mà à, nghiên cứu sâu hơn về cái gọi là sinh học phân tử hoặc là di truyền học mà... À, phân tử đó thì chúng ta sẽ thấy được chúng ta thường sử dụng những cái công trình này cho cái gọi là cái phần phân tích dữ liệu của mình. Nội dung thứ ba đó là chính là các các phương pháp nghiên cứu về di truyền học. thì nghiên cứu về di truyền học chúng ta có các cái phương pháp một là phương pháp là đây là cái phương pháp đặc thù và trong cái cái gọi là cái môn chọn giống á các bạn. đây các bạn học thú y thì các bạn sẽ 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 ít liên hệ đến cái phần giống thì cái phương pháp lai like là một trong những cái phương pháp cơ bản bởi vì phải tiến hành lai like thì mới có còn ha. cho nên là là like một trong những cái mà uh, chúng ta uh, thấy là thực hiện, trong dân chúng ta vẫn thực hiện còn một cái khác đó là các bạn lai like cá thể à, lai like cá thể hay là coi như lai like quần thể ví dụ như uh, việc các bạn chọn con đực và cái con cái thì đó chính là lai like từng cá thể À, thì như vậy kết quả các bạn sẽ biết được là của ai với của ai nhưng thí dụ như con gà con gà con vịt hay là cái nọ đồ những cái lời gọi là thuộc về cái gọi là cái lớp chim thì chúng ta thấy rằng là chúng ta thả một cái con trống vào trong rất là nhiều cái con mái à, như vậy thì cái gì con trống đó là cái gì con gà trống đó là con gà nào à, và các cái cá thể à, các cái thể gà mái thì nó chịu tiếp nhận từ cái con à, con gà trống đó và như vậy thì nếu như mà nếu các bạn thả nhiều cái con gà trống vô trong đó Thì thật sự là bó tài không biết là cái gì Những cái con gà, con nó nở ra thì nó là của con ai à. Và đó là gọi là lai like cá thể Cái thứ hai nữa thì trong cái gọi là cái phần lai like Thì chúng ta thường hay lập sơ đồ Và người ta gọi một cái tên gọi đó là phá hệ Gọi là phá hệ hay đối với con người thì chúng ta gọi là gia phả thì năm một trong những cái mà chúng ta thường hay lập cái gia phả của mỗi một một cái dòng họ các bạn và cái thứ ba đó là cái phương pháp lai xa thì phương pháp lai xa này thì nó chỉ thực hiện được đối với những cái những cái con mà có cái quan hệ họ hàng gần mà thôi và điểm bất lợi của cái phương pháp lai xa đó chính là con con thường nó là không có khả năng sinh sản ha à, thì đó là cái về cái phương pháp phương pháp thứ hai đó là phương pháp toán học. Nên, nên ông là một cái nhà giáo, cho nên cái việc nghiên cứu về cái di, di truyền học á, ông đã đưa cái phần tính toán nó vào trong cái gọi là cái nghiên cứu của mình. À, vì vậy mà coi như là các bạn học, nếu mà các bạn học về cái phần mà xác uh, suất thống kê đó, thì nó gần giống như là cái phần mà ông đã đưa ra trong cái kết quả nghiên cứu của mình. có nghĩa là đưa lên cái cái giả thuyết đã dự đoán cái lý thuyết và so sánh giữa cái dự đoán đó với cái kết quả thực nghiệm chính vì vậy mà coi như ngành di truyền học nó là một trong những cái ngành khoa học mà mang tính chính xác rất là cao vì vậy các bạn nhìn thấy đó thì thông thường ví dụ chúng ta phân tích về gọi là cái DNA để mà xác định cái quan hệ cha con ông bà bố mẹ hay gì đó thì người ta dựa trên cái gọi là cái phần tính toán giữa các cái gì à, cái tùy theo cái cái phương pháp là các cái base pair hay là các cái nucleotide để mà coi như là cho ra các bạn một cái tỷ lệ chính xác là bao nhiêu à, cho nên là nói với các bạn là nó, nó nói thì nó hơi phức tạp nhưng mà các bạn nhìn những cái con số nhìn những cái kết quả thì nó khá là đơn giản và à, thông thường thì cái phần mà tính toán này thì nó thường áp dụng với một cái gọi là cái cái quần thể nó lớn vì vậy mà các bạn sẽ học cái cái phần mà di truyền học quần thể di truyền học số lượng là cái phần chỗ thầy du sẽ phụ trách cho các bạn phương pháp thứ ba đó là phương pháp tế bào học thì phương pháp này là cái phương pháp sau khi mà mang đen qua đời thì các bạn thấy là sau khi mà công nhận cái ngành di truyền học thì bắt đầu đó là người ta nói rằng nếu như mà mang đen chỉ nghiên cứu ở gọi là cái phía bên ngoài mà chưa có nghiên cứu được ở phía bên trong thì cái đưa cái phần tế bào học này thì nó sẽ làm cho cái di truyền học nó trở nên chính xác thật à, vì vậy mà cái phương pháp đưa cái phương pháp tế bào học này vào nghiên cứu trong cái di truyền nó cho phép cái gì di truyền học có thể nghiên cứu ở mức độ gọi là dưới cơ thể và coi như là kỹ thuật di truyền là các bạn nhìn thấy đó kỹ thuật di truyền chính là vào năm 1973 à, thì khi mà người ta nghiên cứu về di truyền thì lúc bấy giờ người ta gắn ghép này rất là nhiều à, vì vậy mà coi như là cái mức độ mà cho phép nghiên cứu về cái di truyền học nhờ vào cái kỹ thuật di truyền. Hay nói cũng quên nói với các bạn đó là cái thuật ngữ về kỹ thuật di truyền là nó được áp dụng vào đầu những cái gọi là à, đầu những năm 2000 và mãi đến là 200506 đó thì lúc bây giờ người ta mới chuyển sang cái từ nó cao sang hơn. Đó chính là cái từ gì? Công nghệ sinh học các bạn hát cho nên là và cái phần này cô quên giải thích cho nên là à, các bạn lưu ý kỹ thuật di truyền ngày nay được gọi là công nghệ sinh học thì nó cho phép chúng ta làm được rất là nhiều ha và nó cho phép vượt quá cái sự tiến hóa về lọc. và trong cái phần mà ứng dụng vào trong di truyền ngoài cái việc xác định về gọi là cấu trúc của gen rồi cái mức độ ảnh hưởng hay cái nọ đó thì những cái phần mà nó liên quan trực tiếp Đó chính là cái dễ cái sự Cái truyền phôi Mà các bạn nhìn thấy đó Đó được đề cập rất là nhiều và đặc biệt Đó là trên cái nhóm mà đại gia súc đó, Thì chúng ta nghiên cứu rất là nhiều Hoặc là trên cái nhóm mà Cái nhóm lợn đó các bạn Thì ngày nay đó là không có gọi là nhập trực tiếp Cả con mà người ta chỉ gọi là Nhập cái phôi của nó thôi đó Để mà coi như là Làm giảm cái chi phí và coi như Làm giảm rất là nhiều cái cái phần mà cái gọi là cái người mà người ta muốn mua à, cái con giống đó à, nó nó gọi là à, được thuận lợi hơn. Đó. Còn về cái công nghệ dân dùng gen hay là phản ứng chuỗi hoặc là kỹ thuật bị nhiên thì nó thuộc về trong cái phòng thí nghiệm. Như vậy thì khi mà nghiên cứu về di truyền thì các bạn thấy À, cái ở từ cái khái niệm sơ đẳng nhất đó chính là cái gì cái phần cấu tạo của cái tế bào thì dựa trên cái gọi là những cái, cái gọi là cái sinh vật khác nhau cấu tạo cơ thể nó khác nhau cho nên chúng ta sẽ có một số cái khái niệm về cơ thể và xem thứ nhất là cái cơ thể đơn bào và cơ thể đa bào ha đơn bào như thế nào đa bào như thế nào các bạn trả lời cho cô cái phần mà đa bào và đơn bào thì cái nào nó phức tạp hơn à, phức tạp hơn và cái nào à, gọi là cái gì nhóm nào thuộc về cả là sinh vật đơn bào nhóm nào là sinh vật đa bào cái phần thứ hai mà cô muốn nói đây đó chính là cái kiểu gen và cái kiểu hình như vậy thì cái gì mỗi một sinh vật có thể có một kiểu gen hay là À, một kiểu sen duy nhất ha, và một kiểu hình duy nhất điều này đúng hay sai câu hỏi thứ hai thứ ba đó là nếu như kiểu gen mà giống nhau xin ta kiểu gen có thể tạo ra được nhiều cái kiểu hình hay không ha thì phần này là câu hỏi thứ thứ tư và câu hỏi thứ năm đó là kiểu hình giống nhau thì có cùng kiểu gen hay không như vậy thì nếu như mà các bạn quan sát Ha? quan sát từ bên ngoài rõ ràng bạn thấy sẽ có hai người giống nhau như vậy thì trả lời cho cô câu hỏi là, là kiểu hình giống nhau thì có cùng kiểu sen hay không ha nếu như mà có cùng kiểu sen thì chúng có thể tạo ra được nhiều kiểu hình hay không cái phần thứ ừ, thứ tư chúng ta học đó là mối quan hệ giữa các ngành khoa học khác với di truyền thì bản chất của di truyền đó là nghiên cứu về các gen À, nghiên cứu về chắc cái... chắn nghiên cứu về những cái đặc tính à, những cái đặc tính hình là gọi là cái kiểu hình bên ngoài à, và những cái gọi là cái gì cái đơn vị di truyền hay là các cái DNA ở bên trong và chúng ta đi làm rõ cái mối quan hệ đó như thế nào chính vì vậy mà coi như là nó liên quan rất 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 là nhiều cái ngành thứ nhất là cái ngành chọn giống bởi vì chúng ta nói hồi nãy cô nói là cái phương pháp là thứ hai đó là ngành di truyền học thứ ba là ngành tinh học và cuối cùng đó là quan niệm à, về cả cái, cái ngành khoa học xã hội và khoa học và tự nhiên thì về cái chọn giống mình có thể nói ha, chúng ta có thể nói đó chính là cái gì phần mà chúng ta gọi đó chính là cái ưu thế lai à, thí dụ như, như ngày nay chúng ta nói là những cái con lai F1 những con lai F2 ở trên cái con bò bò thịt hay là cái con bò sữa ở trên cái con lợn hả à, lợn gọi là lợn thịt à, lợn gọi là F1 hai máu ba máu hay này kia nọ đâu thì đó chính là chúng ta sử dụng cái phương pháp lai và ưu thay lai của nó và coi như là nếu như mà chúng ta lai tạo trực tiếp với nhau phối trực tiếp hoặc là coi như là theo cái gọi là thụ động thì nó không cho gọi là cái gì u thế lai like, nó chỉ đạt đến một cái mức độ nào đó thôi nhưng mà nếu như các bạn vận dụng cái kỹ thuật di truyền à, vào cái phải gọi là cái cái phần chọn giống này thì nó sẽ cho các bạn vượt qua cái sự tiến hóa về đó. đây là cái gọi là cái thông tin về cái tiến trình của cái quá gọi là cái gì là chọn giống mà cái giống gạch thịt công nghiệp ngày nay nghe các bạn. Thì nó xuất phát khởi điểm từ cái con những cái con gà, những cái con gà địa phương của mình. nó vẫn gọi là từ gọi là thập niên Hà gọi là năm 1920. Xin lỗi, năm 1920 bởi vì các bạn bây giờ là chính xác cho nên là nếu mà để thập niên 20 30 thì nó lại là không phù hợp lắm. Thì các bạn nhìn thấy đó khối lượng và cái thời điểm xuất chuồng nó cũng không khó khác gì đối với những cái giống gà địa phương của mình. Nhưng mà cái gì sơ đồ mà các bạn nhìn thấy đó là cho đến ngày nay ha, sau gọi là à, cho đến là năm nay là 2023 thì một cái con gà thịt dù đó là con cốp, con Ross hoặc là con à, à thì nó gọi là cái thời điểm xuất chuồng của nó khoảng là 35 ngày và khối lượng súc chuồng của nó các bạn có thể tưởng tượng khối lượng súc chuồng của nó là ba hai cái mấy cho đến ba kg đây là một trong những cái mà chúng ta thấy rằng cái gì sự chọn lọc những cá thể mà nó biến dị có cái tốc độ tăng trưởng cao có cái gì hệ số chuyển hóa thức ăn thấp của các cái nhà chọn dọc hoặc là trên cái con à, con lợn thì các bạn nhìn thấy đó Ngày nay thì những cái giống lợn mà chuyên về gọi là thịt á thì đến là là 100 ngàn, các bà bạn nuôi thế là coi như là khoảng 100 khoảng 111 10 cho 111 cho đến 115 ngàn. Thì cái hệ số chuyển hóa thức ăn, hệ số chuyển hóa thức ăn của nó nằm trong khoảng 2.1 cho đến 2.3. 2.1 cho đến 2.3. À, đó là cái gọi là tương đối tốt còn nếu mà rất là tốt thì nó khoảng là 1.6 1.7 các bạn thấy rõ ràng so với cái gọi là cái năm cái dữ liệu mà cô cung cấp cho các bạn trên bảng đó là coi như là hệ số của nó là hai chấm mấy gần hai chấm rưỡi có những con là coi như là ba chấm mấy à, khi mà chúng ta nuôi à, lợn thật mà nó có cái hệ số chỉ có thức ăn như vậy thì chúng ta phải xem xét lại trên bò là rất là rõ, các bạn nhìn thấy người ta lai like những cái con bò địa phương với những cái con bò à, trong nước của mình nữa thì rõ ràng đó là cái năng suất của nó rất là cao, à, dĩ nhiên là không thể so được với cái 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 giống thuần của nó. Nếu như cái con bò Holstein, con bò Hà Lan đó mà được nuôi trong cái điều kiện tại cái gọi là Châu Âu thì năng suất sữa bình quân một ngày nó có thể cho là khoảng 30 kg sữa, nhưng mà các bạn thấy rằng đó là nếu như nuôi ở điều kiện của Việt Nam Đó là con thuần luôn Mà chúng ta nuôi theo cái khí hậu của mình Thì năng suất sữa của nó sẽ giảm Và nó sẽ không còn sản xuất sức sữa nữa à, Tuy nhiên nếu như mà chúng ta lai like, Thì rõ ràng là cái con lai like giữa cái con bò địa phương của mình Với cái con gọi là Holstein thuần Thì cái năng suất sữa của cái con F1 con lai like đó Nó sẽ khá là cao hơn so với con bò địa phương của mình nếu như con bò địa phương của mình nó chỉ cho khoảng là à, một kg cho đến 2 kg kg sữa một ngày thì con bò lai f 1 nó sẽ có thể cho là 10 cho đến 12 kg sữa trên một ngày thì đây là một trong những cái cái gọi là cái điều à, gọi là à, ưu thế lai của cái giống địa phương và cái à, cái giống bò à, ngoại nhập ha ưu thế của cái giống bò địa phương đó chính là chúng thích nghi tốt với cái điều kiện môi trường nóng ấm ở việt nam còn ưu thế của cái con bò ngoại nhập đó chính là năng suất sữa của nó rất là cao chúng ta kết hợp được hai cái giống này lại với nhau thì năng suất sữa của nó là được cải thiện đây là hình ảnh mà các bạn nhìn thấy kỹ thuật di truyền à, thì cái con dê à, nó gọi là được chuyển một cái gen gọi là kháng khuẩn, à, kháng khuẩn ở đây có nghĩa là sao? người ta chuyển một cái gen à, tạo ra là kháng lên cái kháng khuẩn trong cây cái, cái sữa làm cho sữa được giữ lâu hơn, được giữ lâu hơn và nó ít hư hơn nếu như chúng ta vẫn để được ở ở ngoài cái môi trường thì đây là một trong những cái mà nó làm gọi là nếu như các bạn lại tạo cũng rất là khó chúng ta nói rằng đa phần cái sữa thì nó rất là giàu protein cho nên nó là cái môi trường tốt cho cái vi khuẩn à, sinh sản à, cho sinh sản và phát triển vì vậy mà nếu mà các bạn thấy sữa tươi đó không à, nói gì nó hơi sữa tươi thì hơi khó các bạn đi du lịch mà qua cái khu vực đồng nai hay là các bạn ghé sữa long thành mà mua sữa tươi long thành hay là cái nọ đó, đó thì nếu mà từ từ đồng nai mà các bạn chạy về tới cần thơ À, thì rõ ràng nếu các bạn để trên gọi là xe mà không có máy lạnh ha, hoặc là nhiệt độ mà nó nóng nóng vậy đó. thì bảo đảm với các bạn là sữa nó hư hết. thì đây là một trong những cái mà chuyện bình thường xảy ra. chính vì vậy mà khi mà vận động à, vận chuyển sữa đó thì bắt buộc là phải trữ sữa và vận chuyển sữa trong cái gọi là cái gì, à, cái tủ gọi là cái những cái bình bình mà được làm lạnh đó các bạn thì để cho cái gì cái thời gian mà sữa nó vẫn giữ được cái chất lượng nó không bị hư nó không bị loãng đi đây là một trong những cái điều kiện bắt buộc nhưng nếu như chúng ta sử dụng chuyển gen vào trong này thì rõ ràng nó chính là cái thuận lợi cho cái gọi là cái người nuôi cũng như là cái nhà sản xuất hoặc là các bạn thấy hình ảnh là tơ nhện rồi cái con cừu à, các bạn nhìn thấy nó liên quan với nhau không có Và ở đây thì Người ta thấy rằng đó là cái gì? Tơ của cái con nhện. Thì nó có một cái khả năng đó là rất là đàn hồi cao và nó có thể gọi là dính và nó giữ chật được cái con mồi. À, một con mồi rất là lớn, không thể nào thoát khỏi được cái mạng nhện. À, vì vậy mà người ta chuyển cái gen tạo cái tơ nhện này lên trên cái gì? con bê, ơ xin lỗi, cái cái con cù. À, cái, cái con cù, thấy các bạn ha? Con cù cái. À, và sau đó thì người ta thu sữa. Ha, người ta thu sữa và người ta bắt đầu là sản xuất ra cái vật liệu vải à, vải này thì các bạn phải biết được rằng đó là nó nhẹ và nó tốt hơn so với một cái áo chống đạn à, của cái dành cho cái cái gọi là các cái nhà khoa học à, cho, xin lỗi cho các cái gọi là chú cảnh sát hoặc là các cái nhà khoa học là phi hành gia các bạn họ phải đeo những họ phải mặc những cái bộ đồ nó rất là nặng thì cái phần mà vật liệu À, tạo nên cái vải này nó làm nhẹ đi rất là nhiều hoặc là cái hình ảnh mà các bạn nhìn thấy à, cái à, hình ảnh mà cái cái chữ mà các bạn thấy là à, đó thì nó là cái, cái ghép cơ quan nội tạng mà mà cái này là, là hiện giờ là đang áp dụng trên người nhưng giải pháp đó là có tim người à, có cùng gọi là cái gì nhóm máu của mình à, đủ điều kiện thì mới ghép được như vậy thì các bạn thấy người ta thống kê được rằng trên thế giới thì mỗi một cái mỗi một năm như vậy nha mỗi một năm như vậy thì có 60.000 người cần cái ghép cơ quan nội tạng ai mà cho tới dữ vậy đúng không thì chỉ có một cái giải pháp đó chính là lấy một cái vật liệu gì đó ha và một lời nào đó mà có thể thay thế chúng ta có rất là nhiều rất là nhiều cái đối tượng À, rất là nhiều đối tượng khác nhau để mà thay thế nhưng rõ ràng đó là cái gì con lợn nó là một trong những cái con mà nó phù hợp nhất thì người ta cấy ghép người ta chuyển cái gen người lên trên những cái chú lợn con này và sau đó thì người ta nuôi theo một cái chế độ nuôi của của người và cuối cùng đó là người ta thu hoạch các cái cơ quan nội tạng và gọi là chuyển nó lên trên những cái bệnh nhân những cái bệnh nhân mà khiếm thuyết về cái cơ quan nội tạng thì nó giải quyết được ha và kéo dài được cái sự sống tuy nhiên có nhiều quan điểm khác nhau về vấn đề này à, ngành di truyền với y học thì thực sự di truyền ra đời đó chính là nó phục vụ cho ngành y học vì vậy mà các bạn thấy ngày nay thì chúng ta hay khám chữa bệnh rồi phát hiện gọi là cái gì à, thai bất thường hay cái nọ đâu à, và cái quan tà, quan trọng đó chính là nó cứu chữa được những cái bệnh à, di truyền những cái bệnh hiếm ở trên ngược à, và cái y học tương lai thì nó như thế nào? thì à, cái câu này nếu mà các bạn nào thường xem phim hoặc viễn tưởng của Mỹ thì các bạn sẽ có cái câu trả lời rất là rất là chính xác. Nếu mà các bạn coi một cái bộ phim là Galaxy, ha à, gọi là cái phần mà một cái thế giới mà giữa cái nhóm à, có cái thu nhập cao và một nhóm thu nhập thấp Ai sống được trên gọi là cái hành tinh Galaxy thì coi như là có đầy đủ các dịch vụ, một cái thiết bị mà coi như là chỉ cần đặt nó lên thôi thì nó tự động là đặt vào cái buồng đó thì tự động nó nhận diện được, nó nhận diện được gọi là nó chẩn đoán được cái cái người đó họ bệnh gì và ngay lập tức nó đưa ra được cái liệu trình điều trị luôn thì đó chính là y học tương lai. Nhưng mà hiện giờ thì chúng ta đang tiến bộ bởi vì chúng ta có những cái máy gọi là máy MRI hay gì kia nọ đâu thì các bạn thấy rõ ràng nó cũng là một cái bước gọi là tiến bộ từ từ nhưng mà tương lai thì có thể là là như vậy. Các bạn nhìn thấy ha, đây là cái khởi điểm phục vụ nghiên cứu đầu tiên về những cái bệnh di truyền khó ở trên người. Bệnh gọi là máu hồng cầu liềm hoặc là cái bệnh đau thì các bạn nhìn thấy nó đi từ cái gọi là cái di truyền à, để mà chúng ta ngăn chặn hoặc là chúng ta làm giảm bớt đi cái tổn thương của cái bệnh đi ra à, di truyền học và tinh học thì nói với các bạn đó là thập niên 80 của thế kỷ mà 21 ha thì 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 coi như là lúc bây giờ là giữa cái tinh học với di truyền hoặc là giữa tinh học với cái cái sinh học á nó không có thấy ăn nhập gì đâu vô đâu hết trơn nhưng mà rõ ràng nó có À, nó có và cái thành công đó chính là cái gì năm 2023 thì người ta giải mã được toàn bộ cái bộ sen của người 46 nhiễm sắc thể đều có những cả là cái trình tự à, uh, nucleotide hết điểm cuối cùng đó chính là cái gì giữa cái ngành di truyền học với cái gọi là các ngành khoa học tự nhiên và xã hội khác thì luật hôn nhân gia đình là của Việt Nam cũng như là ở một số cái gọi là hầu hết các cái quốc gia thì đều có đưa ra một cái quan điểm đó là giữa những người có quan hệ hòa hàng trực hệ ba đời thì không được kết hợp đây là một trong những cái mà coi như là căn cứ trên cái di truyền học ha rồi rồi cái gì cái quan điểm đó là cấm tạo ra dòng phôi ngược à, những cái người mà giống nhau từ một cái từ một cái phôi thì nó bị ngăn cấm hoặc là những cái người siêu nhân bất tử nói với các bạn là siêu nhân là các bạn coi gọi là cái gì uh, Star Trek ha. gọi là cái phiên bản của 2015 thì nó cũng là một cái dạng siêu nhân ha. một cái dạng bất tử nhóm người bất tử nhóm người mà coi như là siêu việt à, thì đó là những cái mà coi như là uh, những cái di truyền học đã và đang nghiên cứu à, vì vậy mà uh, tuy nhiên về cái phần mà lĩnh vực là có được công bố công khai hoặc là có được gọi là phát triển hay không ra ngoài xã hội thì cái nhóm mà khoa học tự nhiên hoặc học xã hội này nó sẽ kiểm chứng cô nói thí dụ như khi xưa thì mình chỉ con cái là à, các bạn đâu có nghe cái từ thủ tinh trong ống nghiệm đúng không à, hoặc là hỗ trợ sinh sản đâu nhưng mà bây giờ thì có những cái trường hợp là bà mẹ đơn thân cô thấy, à, thấy ví dụ như cái gì nữ diễn viên gì đó, à, coi như là chỉ chừng sinh tinh trùng thôi, thì họ có rất là nhiều cái đứa con chứ không cần có cái người cha người mẹ đó là do cái gì kỹ thuật mà gọi là uh, thu tinh trong ống nghiệp à, thì rõ ràng với cái sự tiến bộ à, của cái, cái là cái cái ngành khoa học khác thì nó đẩy cái ngành di truyền là một trong những cái ngành mà coi như là uh, khá là hot nhưng mà rất là đặc biệt đa phần là trong các phòng thí nghiệm mà thôi. đấy là cái hình ảnh mà các bạn nhìn thấy nha, giữa cái con cừu ly nhỏ nha, với con cừu mẹ coi như là mẹ và con. À, cái thứ hai đó là từ cái cái tại sao cô nói là, là cái sự kiện mà quan trọng là bởi vì lần đầu tiên mà cái con người có thể nhân bản vô tính trên cái tế bào động vật vì vậy mà ngày nay thì các bạn nhìn thấy đó à, có nhiều cái trường hợp là trẻ em sinh mà cùng trứng hoặc là khác trứng thì nó gần giống như là cái trường hợp mà coi như là tế bào trứng nó tách ra là sinh đôi cùng trứng còn nếu như sinh đôi khác trứng có nghĩa là nó rụng xuống hai hoặc là ba trứng thì nó gọi là khác trưng và trong cái gọi là cái phần mà uh, cái cái trong phòng thí nghiệm đó các bạn ha à, gọi là uh, nhớ tin trong ống nghiệm đó, thì thì các bạn biết rằng đó là chúng ta sẽ thu được những cái hợp tử và cái cái tế bào cái hợp tử gọi là tế bào đó nó sẽ bắt đầu nó phân chia uh, thì những cái đứa bé này có thể được tạo ra uh, từ một cái tế bào trong cái gọi là quá trình mà phân chia tế bào phổ dâu hay là kỳ nọ một một cái tế bào trứng có thể chia ra làm bốn cái đứa bé có khuôn mặt giống hoàn toàn nhà. à, thì đây là một trong những cái vấn đề mà người ta rất là sợ à. cái thứ hai nữa là về xã hội họ rất là sợ à, cái chuyện mà coi như là uh, lỡ rồi uh, nếu như cái ghép cơ quan nội tạng thì nó sẽ ảnh hưởng bởi tính con vật hay không nó cho nên người ta ngàn cặp, ha. nhưng mà trong cái gọi là cái phần mà liên quan đến thú y hay là với chăn nuôi thì chúng ta nhằm gọi là cái gì à, tạo ra những cái con thú cưng phục vụ cho cái đời sống cao cấp của mình. Như vậy thì cô vừa đi xong qua cái phần đầu tiên à, của cái chương 1 à, về cái là giới thiệu lịch sử, ha, khái niệm rồi cái phương pháp và những cái mối quan hệ. Trước khi chúng ta đi qua bài mới thì cô muốn biết là các bạn có cái thắc mắc gì hay không? Các bạn có thắc mắc gì không? Dạ không cô ơi. Rồi, vậy chúng ta tiếp tục ha. Thank <laughs> Đây, các bạn nhìn thấy trên cái màn hình à, chúng ta đi qua cái trường thứ hai đó là di truyền học mang đẹp à, trong cái chương này thì chúng ta chỉ đi qua ba cái nội dung thôi và cái ứng dụng của nó như thế nào à, đây là hình ảnh mà mang lên à, đang ở tu viện san ha thì hình ảnh các bạn nhìn thấy đó chính là cái hình ảnh mà nó gắn liền với cái là cái công trình nghiên cứu của anh đó là cái cái đầu Hà Lạc. và chúng ta à, xem mang đen à, công nhận chứ không phải là xem nữa mà mang đen là ông tổ của cái ngành nhà di truyền. ông sinh ra năm 1822 và mất đi năm 1884 là người đầu tiên phát hiện ra các định luật về di truyền à, đến các cái tình trạng thì các bạn nhìn thấy ha, uh, sinh ra thì uh, khi xưa thì nó thuộc uh, về cái gọi là cái thuộc địa của áo nhưng mà bây giờ thì sau khi mà phân tách nhiều thì nó thuộc về cái cộng hòa xác uh, ông sinh ra trong một cái gia đình nông dân nghèo uh, cho nên là gia đình mới quyết định gửi ông vào tu viện Saint Augustine Bởi vì ở đây thì ông mới có cái cơ hội uh, được học tập thật và Năm 1843 thì ông được phong làm linh mục và sau đó thì à, tu viện San Augustine gửi ông đi học đại học ở Viên năm 1851. Đến năm 1853 thì ông quay trở lại à, cái tu viện này và trở thành cái thầy giáo dạy toán và lý à, cho cái gọi là cái à, các trẻ em mà ở cái khu vực đó. Thì cái chuyện này thì đối với các bạn mà thuộc thế hệ sinh sát thì nó hơi xa lạ chút xíu. Nhưng mà đối với các các bạn mà sinh ra ở cái gọi là cái thế kỷ à, thế kỷ 20, 21 thì nó là cái chuyện bình thường. Là bởi vì là khi xưa thì nhà thờ họ tham gia rất là nhiều cái hoạt động trong đó có cái hoạt động gọi là dạy dạy rất là nhiều ha chúng ta gọi là master hoặc là cha hay này cái nọ đồ nhưng mà họ tham gia giảng dạy chỉ có bắt đầu là sau khi mà giải phóng có nghĩa là khoảng năm chín mươi năm 1990 thì bắt lúc bắt đầu thì coi như là mình À, đòi hỏi rất là nhiều cái gọi là cái hồ sơ liên quan thì nhóm các sơ hoặc là các ông cha mới rút hẳn là không có giảng dạy nữa à, từ năm 1856 ha, sau khi mà quay trở về thì à, coi như là đến năm 1863 thì à, ông đã nghiên cứu à, và kiểm tra trên à, gọi là gần 30.000 cây hòa đậu à, cây đậu quá các bạn thì nó cũng nói với các bạn một vấn đề đó chính là hiện nay vẫn còn áp dụng ở các cái cái nhà thờ các bạn là các cái ông cha hoặc là các ma sơn thì nhà thờ sẽ cấp cho họ một cái gọi là cái uh, theo cái theo cái sở thích theo cái sở thích ví dụ như bạn uh, thích gọi là đánh đàn uh, hoặc là bạn thích làm cái gì đó thì À, cái chỗ nhà thờ và các tu viện họ sẽ bảo cái điều kiện. Hả? bạn thích uh, chơi uh, đàn thì họ sẽ có cái phòng để các bạn chơi đàn. bạn thích vẽ tranh, bạn thích ra ngoài vẽ tranh hay đi cái nọ đồ thì họ sẽ uh, coi như là cung cấp cho các bạn một cái phòng tranh ở đây các bạn vẽ hoặc là các bạn đi hay đi cái nọ đồ hoặc là các bạn thích đi gọi là khai uh, gọi là tìm hiểu khoáng vật hay đi cái nọ đồ thì sẽ có sắp xếp cho các bạn một cái thời gian để các bạn đi ra ngoài. thì Men đen do xuất phát ông là một cái nông dân cho nên là ông chỉ yêu cầu à, tu viện cung cấp cho ông một cái khoảnh đất để mà ông nghiên cứu mà thôi và đó chính là cái kết quả mà ông à, nghiên cứu và công bố được. Hả? thì sau khi mà nghiên cứu khoảng 29.000 à, cây họ đậu thì các bạn thấy rằng đó là ông phát hiện ra rất là nhiều cây mới và tại sao điểm này lại được nhấn mạnh? 29.000 cây này đều được mang đen từ thụ phấn bằng tay hết các bạn ạ. À. Đây là một trong những cái mà coi như là đòi hỏi cái sự kiên nhẫn mà chị chuyên cần và coi như là tập trung rất là cao độ. Cho nếu như mình mà làm mà trong cái thời gian là ấy năm mà ra ra là ngày nào cũng làm gì hết thì chắc có lẽ chúng ta không đủ kiên nhẫn để mà làm cái chuyện này. Thì... Do là thực hiện đi thực hiện lại ha không phải là gì nhưng mà ông muốn phải là tự kiểm soát kiểm soát có làm chủ động mình kiểm soát cái cây được với cái cái thì nó sẽ ra như thế nào thay vì đó là cho nó chúng nó tự thủ phấn thì không thì chính vì vậy mà ông đã phát hiện ra rất là nhiều cái phần thú vị về di truyền các bạn nhìn thấy đầu tiên đó là các tính trạng di truyền thì được truyền từ bố mẹ sang cái thế hệ con chuyện này là cho các bạn biết là chuyện hiển nhiên ha nhưng trước đó là không có thứ hai là mỗi tính trạng thì đều có hai nhân tố di truyền và mỗi một cái nhân tố di truyền thì đều đến một là từ cha và một đến từ mẹ hai cái nó góp lại thành hai trong hai nhân tố di truyền này thì chúng có thể giống nhau và chúng có thể là khác nhau nhưng lúc bây giờ thì mang đen lại đưa ra giống nhau thì nó là thuận mà khác nhau thì nó là là lại trong hai cái gọi là cái nhân tố di truyền này chỉ có một nhân tố nhìn thấy mà thôi và nhân tố nhìn thấy được được gọi là trọng và cái mà không nhìn thấy được thì người ta ông mang đen gọi là 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 như vậy thì trong tất cả những cái gọi là cái định nghĩa này những cái điểm điểm mà mang đen đã phát hiện ra thì có một cái nó gây tranh cãi rất là nhiều một lần nữa thì nói các bạn thấy là năm 1866 thì à coi như là ông công bố cái kết quả của mình tại một cái hội nghị khoa học quốc gia. À, thì tại thành phố của ông đang ở à, thì lúc bấy giờ sau khi ông công bố xong mọi người à, hầu như là không có phản ứng bởi vì nó hầu, hầu như là những cái những cái uh, lý luận và những cái kết quả ông đưa ra nó đi ngược lại với những cái quan điểm trước đó, đặc biệt đó chính là cái quyển gọi là cái gì, nguồn gốc của uh, của các loài. Mãi đến năm 1900 khi mà ba nhà khoa học đến từ Đức, Hà Lan và Áo uh, tái khám phá và xác nhận cái gọi là cái, cái gọi là cái đặc tính mà mang đầu đã nêu ra. Uh, chính vì vậy mà ngành di truyền học ra đời. Uh, bởi vì giữa là uh, theo các cái nhà khoa học lúc bây giờ và cho đến ngày nay luôn nói với các bạn đó là ông đã phát hiện ra được bản chất của các cái hiện tượng di truyền và biến dị và đây là một trong những cái cơ sở cho cái gì cái cái hiện tượng sinh sản tiến hóa và hoạt động sống của các loài mặc dù nghiên cứu của ông thực hiện trên cái thực vật nhưng có thể áp dụng trên tất cả các loài đây là một trong những cái điểm mà phải nói đó chính là nó uh, đánh dấu rất là lớn ha cái gọi là cái lĩnh vực mà nó tác động lên rất là lớn. Tại sao? Câu hỏi là tại sao mang đen lại phát hiện ra? Không lẽ chỉ có mang đen nghiên cứu về di truyền đúng không các bạn? Thì cũng nói với các bạn đó chính là cái gì? À, cái sự nghiên cứu ngay từ ban đầu mang đen đã xác định rất là Khác so với những nhà khoa học khác Một lần nữa các bạn Có những cái thuật ngữ Thứ nhất là tính trạng Thứ hai là sự di truyền à, Thì cái phần này về cái Sự di truyền là gì thì trong cái Phần đầu tiên của cái chương 1 cô đã nói Còn về cái tính trạng Còn gọi là kiểu hình à, Thì cô đã đưa vào trong cái Là cái phần thứ hai Đó là các thuật ngữ về cơ thể và sạch chỉ có cái phần đó là các kiểu lại thì à, chúng ta coi như là được ghi nhận ha? ghi nhận trong cái gọi là trường hai này thứ nhất đó là lại đơn tính thứ hai là lại hai tính trạng nó là cái gì Hả? Để chỉ cái sự lại nếu mà một tính trạng thì chỉ có một cái tính trạng được lại mà thôi còn nếu như đó là hai tính trạng thì nó phải là hai cái sự khác biệt về hình thái được lai của nhà. À, cho nên khái niệm về lai một tính và lai hai tính à, thì là nó là như vậy. thuật ngữ về gen à, cái alen à, mà kể trong cái nhận định mà mang đang để đưa ra đó chính là các cái nhân tố à, và alen trong cái thuật ngữ về cái là cái duy truyền à, hiện đại thì nó cũng được giống như là mang đèn để đưa ra đó là mỗi một cái alan thì được nhận từ cha và một từ mẹ có thể giống nhau hoặc là khác nhau và chúng ta có thể hiểu đó là các cái alan này nó ở cái dạng gọi là cặp đồng cũng xuất phát từ cái nhận định của mendel thì cái quan niệm về trội lặng cũng ra đời trội là cái phần mà nó được gọi là mạnh hơn ha? mạnh hơn à, của cái hai và nó được biểu hiện qua cái con lai. Và theo quy ước quốc tế thì trọi nó được gọi là viết hoa. Cho nên cái chữ này là các bạn phải nhớ nếu mà các bạn nghiên cứu sâu hơn nữa, học sâu hơn nữa thì các bạn phải phải lưu ý. Cho đến ngày nay thì trong cái ngành và chi di truyền ra đặc biệt là ngành giống hoặc là cái gì cái công nghệ sinh học ha, mà về giống thì họ đều tuân thủ theo cái quy ước này. Còn lặng thì cái khái niệm về lặng đó chính là cái gen nào nó biểu hiện ít hơn mà chúng ta không thấy hả? không có cái đó là cái đó là bạn đèn đưa, còn cái chữ lặng ở đây nó chính là cái gen biểu hiện ít hơn trong quá trình lai và được ký hiệu là cái chữ thượng Kiểu gen phần này thì cô đã đưa ra trong cái khái niệm về cơ thể và gen. Các kiểu gen thì nó gồm có uh, kiểu gen đồng hợp tử, kiểu gen dị hợp tử. Kiểu gen đồng hợp tử là cái gì? Nó có hai cái alen giống nhau. Uh, và dị hợp tử thì hai alen này hoàn toàn khác nhau. Quy ước trong cái gọi là cái sơ đồ lai like. chữ B có nghĩa là uh, thế hệ bố mẹ uh, nó xuất uh, xuất phát từ chữ parental. À, còn cái F 1 F 2 thì nó là cái gì thế hệ con đầu tiên thứ à, là đầu tiên hoặc là thề, cái thế hệ con thứ hai. À. Tuy nhiên à, nếu mà các bạn à, quan sát trên cái phần mà gọi là ký hiệu của các công ty giống thì cũng nói với các bạn nếu như mà các bạn đang gọi là chọn Lai like giữa các cái con uh, Coi như là Ví dụ như cùng một một giống gà Hay một giống vịt với nhau ha, Thì nó vẫn là cái gì Chúng ta gọi là D0 B1, B2 Chỉ khi nào mà các bạn lai like Giữa cái super mix với cái gì Ví dụ như là vịt cỏ hay cái nọ đâu Thì lúc bây giờ Cái con lai like nó mới được ký hiệu là F1 ha Các bạn ha và trong cái phần này thì thường khi mà bắt các bạn vẽ cái sơ đồ lai và dự đoán cái phần mà giao tử hoặc là cái kiểu hình kiểu gen của cái thế hệ con thì chúng ta thường lập khung là kẻ cái bảng ấy các bạn nhưng mà trong tiếng anh thì người ta không gọi là nó là cái bảng mà người ta gọi là khung thì cái khung này với cái tên gọi là pune. chính vì những cái phần mà khi mà các bạn học sinh học ha thì chúng ta làm những bài toán đó mà về phép lai hay này kia nọ rồi Chúng ta các bạn rất là sợ Các bạn rất sợ bởi vì các bạn không biết được Là nó sẽ tạo ra bao nhiêu cái giao tử Bao nhiêu cái gọi là cái Cái kiểu hình Cái con nó như thế nào Thì cái mục đích của các là Thầy cô giáo mà bắt các bạn Vẽ được các bạn đó Đó chính là giúp cho các bạn xác định được Các cái kiểu kết hợp Có thể xảy ra giữa cái giao tử đực Và cái giao tử cái rồi thứ hai là xác định được cái kiểu hình kiểu gen của các thể là cũng như là tần số xuất hiện của chúng. Đây là hai cái hai cái mà gọi là cái uh, cực kỳ quan trọng ha, cực kỳ quan trọng trong cái phép là Rồi quay trở lại câu hỏi là tại sao chỉ có mang đèn mới phát hiện được cái gì là cái sự di truyền các tính trạng. Đơn giản thôi các bạn. Cái thứ nhất, ông đã chọn đúng cái đối tượng nghiên cứu của mình đó là cây đậu hà lan tại sao không phải là cây ăn trái không thể là câu cây gọi là hàng niên là cây gọi là cái gì và cây đa niên hay là cái nó đâu mà là cây cây đậu bởi vì nó là một cây cây mà nó ngắn ngàn nó có nhiều cái tính trạng à, nó có nhiều cái tính trạng và các bạn đã nhìn thấy được cái diện tích đất mà nhà cái tu viện San Augustine cho à, mà mang đem đúng không? Nó rất là nhỏ, cho nên chỉ có cái cây đậu này thì có thể trồng trên một diện tích đất nhỏ, ha. Và các bạn nhìn thấy những cái hình ảnh trên cái màn hình nè, mỗi một cái gọi là cái trái như vậy nó có rất là nhiều, nhiều hạt hay rất là nhiều hạt và có thể là ngắn hạn, cho nên là trong một cái thời gian ngắn chúng ta có thể nghiên cứu được rất là nhiều, rất là nhiều cái thế hệ và nó rất là dễ trồng cây nó có thể chết hạt mình gieo xuống nhiều có thể có có chết nhưng mà có những rất là nhiều cái nó nó sống cho nên là chúng ta ghi nhận được rất là nhiều đó là điểm đầu tiên điểm thứ hai là coi như là ông nghiên cứu ông sử dụng phương pháp nghiên cứu là gì tự thụ phấn ha các bạn nhìn thấy lấy cái gọi là cái nhị hoa à, nhị hoa rồi gọi, gọi là phấn phớt lên trên cái nhụy của cái hoa cái để mà gọi là uh, giao phổ. Đó, đó là một trong những cái mà coi như là kiểm soát được uh, cái sự di truyền. Chính xác là của cái đó. Cái thứ hai, đó là ông nghiên cứu từng tính trạng riêng rẽ Các bạn lưu ý dùm. Lúc bấy giờ các nhà sinh học đều nghiên cứu về di truyền hết nhưng mà các nhà khoa học lúc bây giờ họ nghiên cứu đồng thời tất cả các tính trạng xuất hiện cùng một lúc. À, cho nên là các bạn thấy mỗi cái, mỗi một thế hệ cái nó ra hoàn toàn nó không thể nào đồng nhất với nhau. À, và các bạn thấy rằng đó là làm nên cái sự khác biệt mà mình nên gọi là có được cái cái vị trí rất là quan trọng à, cho đến ngày nay. Và cái thứ ba đó chính là ông đã sử dụng cái phần phân tích về số lượng, phân tích thống kê các cái tính trạng. À, hay nói cách khác là coi như là ông đã chủ động trong việc chọn đối đối tượng, à, rồi trong cái việc chủ động trong cái việc là làm gì, tách từng cái tính trạng à, và gì vậy mà cho đến ngày nay thì các bạn nghiên thấy đó. Ví dụ như cô nghiên nghiên cứu là chọn tạo dòng À, heo cao sản dòng heo thịt à, chất lượng cao nhưng chất lượng ở đây đó là về cái gì về năng sắc thịt hay là về cái là cái màu sắc thịt hoặc là cái gì cái thành phần của thịt nó là cái gì chứ nó không bao giờ cô nghiên cứu hết toàn bộ à, trên một một cái gọi là cái cái chất lượng của của một cá một cái gọi là cái cơ thể của con của cái con mà cái của đối tượng mà chúng ta nghiên cứu không có chỉ có cải thiện từng cái từng cái một thì chúng ta mới có được những cái cái lớn rồi cô giới thiệu cho các bạn cái hình ảnh mà nhìn thấy trên màn hình ha và ở trong cái quá trình nghiên cứu thì cây đậu hà lan nó có nhiều tính trạng để mà phân biệt thì ở đây có bảy cái tính trạng phân biệt ha hình ảnh mà các bạn nhìn thấy đó chính là những cái hình ảnh mà coi như là minh họa và cô ở đây thì cô gọi là kỳ cụ thể luôn bảy cái tính trạng nha một hình dáng hạt hai màu sắc hạt ba hình dáng quả bốn màu sắc quả năm vị trí hoa sáu là chiều cây ca chiều cao cây và cuối cùng là bảy màu sắc hoa và nhắc lại với các bạn chữ viết hoa là tính trạng rọi chữ viết thường là tính trạng lặn Thí nghiệm đầu tiên thì việc đầu tiên trong cái công tác giống cho đến ngày nay nếu như các bạn muốn nghiên cứu về giống thì các bạn phải nắm được trong tài mình giống thuật. Như vậy giống thuần là giống gì? Trong tất cả, cả các cái giống ngày nay thì đa phần trong dân chúng ta không có giống thuật bởi vì cái tính của mình thì nó hay cái kiểu là uh, thích là thấy con nào mà trội trội là cái gì người dân người ta là lai tạo rồi chính vì vậy mà có những cái con nó không có thuộc chỉ có thí dụ như các bạn ở vùng sâu vùng xa các bạn ở miền núi hay này kia nọ đâu à, thì cái phương tiện vận chuyển gọi là cái này cái nọ nó khó khăn thì những cái con mà năng suất cao nó nó không có tới được à, mình không có chuyển tới được thì nó vẫn gọi là là thuật à, thì mang đen trong cái nghiên cứu của mình ông đã tạo ra được những cái giống thuần thí dụ trong bảy cái tính trạng nha các bạn trong bảy tính trạng mà chúng ta vừa liệt kê thì ở đây cô cho các bạn thí dụ là về chiều cao cây cây cao lai với cây cao con là cây cao thì đó là tính thuần cây thấp lai với cây thấp thì sẽ có những cây con thấp đó là cây giống thuần và trong cái gọi là cái tính trạng về chiều cây à, chiều cao cây này thì cây cao à, nó là cái tính chưa biết tính trạng trội hay là cái tính trạng là đó. À, cho nên là chúng ta chỉ biết nó là thuần mà thôi về một cái tính trạng rồi các bạn thấy thí nghiệm đầu tiên à, quy luật đầu tiên đó là quy luật về đồng trội thì các bạn thấy khi mà lai bố có chiều cao cao lai với mẹ có chiều cao thấp thế hệ còn lại f 1 chỉ có là toàn cây cao trong khi đó thế hệ bố mẹ là có cái cây lục à, như vậy thì tính trạng cây cao à, chiều cao cây đó à, cao á, là tính trạng trội bởi vì nó biểu hiện ở thế hệ còn lại f 1 và coi như là mang đề làm trên bảy cái sáu tính trạng còn lại và ông đưa ra cái quy luật đầu tiên đó là quy luật đồng nhất hay là quy luật về về tính trội. Quy luật được phát biểu như sau. Khi cho lai hai cá thể thuần chủng có các tính trạng tương phản nhau thì ở thế hệ còn lại F1 chỉ xuất hiện một kiểu hình duy nhất đồng nhất một kiểu hình mà thôi. Và đó là cái thứ nhất. Thí nghiệm thứ hai, sau khi tạo được cái thế hệ còn lại F1 toàn là cây cao, thì ông mới bắt đầu là cho tạp vào, có nghĩa là giao phối ngẫu nhiên giữa các cái con F1. À, thì thế hệ F2 nó lại xuất hiện một cái bất ngờ, đó chính là bố mẹ đều cao hết, nhưng trong cái gì? Cái thế hệ còn lại F2 chúng lại có cái gì? những cái cây thập. À, và coi như là à, như vậy thì có một cái sự phân ly à, và quy luật này được phát biểu là cái gọi là được gọi là cái quy luật phân ly một tính trạng. Và chúng ta phát biểu nó như sau. Nếu tiếp tục cho thế hệ F1 tự giao thì thế hệ con lai thứ hai sẽ có kiểu hình phân ly và xuất hiện luôn luôn theo một cái tỷ lệ ba một có nghĩa là ba trội và một lần như vậy thì chúng ta vừa đi qua hai cái cái quy luật đầu tiên quy luật gọi là à, đồng nhất hay là quy luật về tính trội. và quy luật thứ hai đó là quy luật phân ly à, cái chính như vậy mà các bạn nhìn thấy đó à, hiện giờ thì các bạn à, có thể biết là tại sao mình có cái phần mà chọn người yêu hay là chọn bạn đời nó hơi trái trái ngược với nhau. bởi vì mình thiếu cái gì thì mình sẽ gọi là chọn cái đó. ví dụ như bạn có chiều cao thấp thì nên chọn là kẻ người yêu có cái chiều cao cao hoặc là mình xấu thì mình chọn cái người đẹp hơn để làm gì? các bạn kỳ vọng được thế hệ con của mình sẽ có những cái gì? À, cái tính trạng, cái tính trạng đẹp hơn, cao hơn hay cái nọ đâu, thì chúng ta vận dụng rất là nhiều vào trong cái cái gọi là quyền sống nhưng các bạn không biết nó là cái gì thôi. Đã? cái này là một trong những cái để chúng ta lý giải tại sao chúng ta yêu thích cái cái đẹp. rồi thì cũng nói với các bạn đó chính là cái gì? À, trong thực tế thì nếu như mà áp dụng cái quy luật các thí nghiệm mà mang đen đã đưa ra ở cái quy luật về tính trội và cái quy luật phân ly một tính trạng thì các nhà khoa học họ lại không thấy à, cái kết quả giống như vậy thì để đảm bảo được kết quả thí nghiệm của mình giống với cái định luật về cái tính tính trội và cái quy luật phân ly một tính trạng thì thứ nhất các thí nghiệm phải có cái thể thuần chủng và trò hoàn toàn còn nếu như mình gọi là uh, trội mà không hoàn toàn thì chỉ đúng có một phần mà thôi và cái hai cái quy luật này không áp dụng cho cái gì cá thể đơn bội ha? cá thể đơn bội và không áp dụng cho cái tế bào giao tự uh, gọi là tế bào sinh dục trong cái quá trình phân ly giao tự ngoài ra thì cái quy luật mà phân ly ở đây thì người ta gọi là cái gì? gọi là quy luật phân ly giao tử thuần khiết. Tại sao nó như vậy? thì cái phần này các bạn sẽ sẽ có thể thấy được giữa cái thời xưa và thời nay thì cái quan điểm nó hoàn toàn khác nhau. Đây là cái phần mà giải thích tại sao đối với cái quy luật phân ly một tính trạng thì người ta gọi là cái quy luật giao tử thuần khiết. Bởi vì các bạn biết được đó chính là thời xưa và thậm chí là đối với cái gọi là cái họa sĩ ngày nay thì các bạn nhìn thấy bạn muốn một cái màu nào đó mà nó không nằm trong bảy sắc màu thông thường thì chúng ta sẽ hòa trộn lại nha để có một cái màu sắc mà nó khác hẳn với bảy cái màu sắc tự nhiên trong cái di truyền thì người ta nghĩ rằng cái gì cái giao tự cái gọi là thế hệ thế hệ con lai F1 nó là cái phần mà lai à, lai tạo và gọi là à, do cái à, sự pha màu với nhau không có mà rõ ràng các bạn nhìn thấy nếu như mà chúng ta lập cái sơ đồ lai à, như tự nãy giờ thí dụ như cô nói nè lập cái sơ đồ lai tự nãy giờ mà cô đã trình bày cô đi nhanh qua đó thì rõ ràng nó là cái sự từng cái giao tử nó ghép lại với nhau trong cái quá trình phân li à, trong cái quá quá trình phân ly và cái kết hợp giao tử thì nó mới mới có cái này chứ nó không phải là cái sự hòa trộn giữa cái giao tử được và cái giao tử cái để cho ra một cái màu trộn lẫn với nhau, không có ha. như vậy giữa cái quan điểm khác nhau về cái gọi là cái uh, gọi là các góc độ mà nghiên cứu thì cái này nó không phải là cái hiện tượng phà mạc mà, mà nó là cái hiện tượng giao tử thường kết chỉ có những cái giao tử thường khiết Thì nó mới có cái gọi là cái Nó mới có sự kết hợp Và cái gì có cái sự phân liệt Trong cái Gọi là cái Chọn giống vật nuôi đó Thì chúng ta thấy Đó là những cái con bò có sừng và không sừng Thì các bạn nhìn thấy đó Cái con không sừng Thì nó là cái con mang tính trội Và cái con có sừng Thì nó là cái con mà mang cái cặp sen Sen nặng à. Tuy nhiên, tính trọi lặng ở đây nó như thế nào? Nếu như các bạn mà thấy được những cái con bò, bò rừng, nha thì hầu như là 99% bò rừng sẽ có, sẽ có sừng. Nhưng nếu như các bạn quan sát bò được nuôi công nghiệp, nha, gọi là các cái trang trại, thì cái gì? Tỷ lệ bò không có sừng rất cao đúng không à, như vậy thì cái gì tính mà trội lặng à, của một loài à, nó không phải là cái gì cái sự thể hiện mình nhìn thấy được ra bên ngoài mà phải nhìn thấy ở toàn thể của nó hai các bạn ha thì nếu như mà chúng ta có được những cái con bò thuần về việc mà có sừng hay là không sừng thì khi mà lai tạo chúng dẫn tuân theo cái quy luật của của màn đẹp hoặc là trên cái gì cái con chuột con bọ các bạn trên cái con bọ đó à, thì chúng ta kiểm soát được cái việc mà tạo màu à, nhưng mà với điều kiện đó là chúng ta trong tay chúng ta phải có những cái con bọ thuật ví dụ như các bạn nhìn thấy con bọ ở trên cái hình ảnh ở phía trên nha à, cũng màu đen và cái con bọ mà ghi chữ F1 cũng là màu đen thì các bạn sẽ biết được con nào là con thuận đúng không con nào là con thuận người ta quảng cáo các bạn đi mà các bạn nhìn thấy con nào cũng màu đen hết như vậy thì làm thế nào để các bạn xác định được con thường làm thế nào để các bạn bắt thường được là cái gì các bạn cái người bán người ta giao cái con cái con dởm đúng không con người mà bạn nói thuận thì nó là con thế hệ còn lại tiếp tục của nó phải là cái màu đen nhưng đây thì rõ ràng nếu như bạn chọn cái con f 1 bạn tạp vào lại nhau thì nó sẽ xuất hiện là đèn trắng này nha, à, đèn nâu đó nha các bạn ha, đó thì rõ ràng là cũng là cái màu đen nhưng mà các bạn phải xác định được cho cô là con nào là thuần, con nào là là không thuần và làm thế nào để chúng ta kiểm tra được cái con, à, cái con mà chúng ta mua về người ta bảo đảm nó là con thuần thì phần này các bạn gọi là kiểm tra lại dùm cô ha đó là tự học dùm cô câu hỏi thứ bảy đó và người ta thống kê lại được một số gọi là cái tính trạng một số cái gọi là cái tính trạng mà nó trội lạnh ở ở trên rất là nhiều cái à, loài vật khác nhau à, các bạn nhìn thấy thí dụ như đặt cái biệt ở trên cái con người à, các bạn nhìn thấy Có ràng màu tóc đen à, nó sẽ trội hơn so với màu tóc sáng à, cái điều này đúng nếu như các bạn đang ở các nước châu á hay các bạn ha nhưng nếu như các bạn đi châu âu thì chưa chắc thấy các bạn ha thí dụ cô nói một trăm phần trăm người người đức họ sẽ có cái màu màu tóc là màu sáng chứ không phải là màu đen rồi cái kiểu tóc là kiểu tóc xoăn hay kiểu tóc thẳng À, thì nếu như mà họ đến châu phi à, thì cái điều này là đúng à, nhưng mà đến châu á thì cái điều này nó là sai thấy chưa à, hoặc là cái môi đi à, màu môi của các bạn rộng và dày bây giờ kiểm tra coi môi môi của mình thuộc là cái nhóm rộng và dày hay không à, hay là mình thuộc cái nhóm môi mỏng à, và đặc biệt là cái nhóm máu cũng nói bạn nào chưa biết cái thông tin ha? thì À, nhóm máu mà A nè, nhóm máu B nè hoặc là nhóm máu AB thì nó lại thuộc về cái nhóm máu trội. Trong khi đó nhóm máu O thì nó lại là nhóm máu là ừ, như vậy thì một cái người mà mang nhóm máu A à, Gới một cái người gọi là mang nhóm máu máu O à, thì cái con của họ sẽ là nhóm máu gì? Nhóm máu A. À, một người mang nhóm máu A nhân với một người nhóm máu B thì con của họ là nhóm máu A à, b. Đó. thì các bạn nhìn thấy để các bạn biết được đó là cái gì, cái nhóm máu nó phụ thuộc à, vào cái gọi là cái cái nó có tính trội là như vậy. Nhưng có một điều là nhóm máu A thì chỉ nhận nhóm máu A thôi. Nhóm máu B thì nó chỉ nhận nhóm máu B thôi. Hả? À, 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 có phải là như vậy không? À, thì nói với các bạn đó là nhóm máu A ngoài nhận nhóm máu B nhóm máu A thì họ có thể nhận nhóm máu O có nghĩa là máu O có thể tiếp nhận cho tất cả cho tất cả cái gì các cái nhóm máu còn lại tuy nhiên các nhóm máu còn lại thì nó không truyền lại cho cái gì nhóm máu O à, nhưng mà cũng may mắn đó là mặc dù nhóm máu O là cái nhóm máu gọi là mang kiểu gen lặng nhưng mà lại chiếm cái tỷ lệ rất là lớn cho nên cái phần này không sợ. Đây là một số cái tính trạng trội lặng ở trên người. À và câu hỏi thứ chín đó là các bạn nhìn thấy tất cả các hình ảnh ha, thì các bạn trả lời cho cô coi à, cái có phải là cái tính trạng trội ở cái là cái gì một cái tính trạng trội của một loài à, thì à, à, có thể vận dụng cho một cái loài khác đúng hay là sai chúng ta học chúng ta kết thúc trước trước tám giờ rưỡi các bạn ha đây là cái phần mà chúng ta có cái để mà kiểm tra ha thì trong hai cái phương pháp cô giới thiệu đây người ta gọi là like trở lại hay là còn gọi là hồi giao và cái thứ hai đó là cái phương pháp live phân tích. Thì các bạn xác định cho cô trong hai cái phương pháp này live trở lại hay là live phân tích là cái phương pháp để kiểm tra cái gì? Cái tính đúng của cái con vật nuôi là thuần hay không? Được hết các bạn ha. chúng ta có thể à, gọi là tóm gọn lại từ nãy giờ hai cái thí nghiệm và hai cái định luật mà mang đen đã đưa ra à, thì các nhân tố di truyền à, hay là các gen đáp ứng cho tất cả các các đặc điểm di truyền thì nó có thể tạm gọi là kiểu hình thì nó dựa trên cái kiểu gen và mỗi một tính trạng thì dựa trên hai cái allele còn gọi là hai nhân tố di truyền và một trong hai cái alen này thì một là đến từ cha và một là đến từ mẹ nếu như mà alen giống nhau thì chúng ta gọi là thuần và các cái kết quả của mang đen thì đây làm cái phần thống kê các bạn nhìn thấy ở cái cột thứ ba nha cái cột thứ ba à, cái cột thứ ba trên cái, cái màn hình thì chúng ta có à, theo cái định luật mà gọi là phân ly một tính trạng của mang đen thì cái gì thế hệ con lai F2 luôn luôn thu với một cái tỷ lệ là 31 với 3 trội một lần. Nhưng mà kết quả ở cái cột thứ ba các bạn nhìn thấy đó thì có cái thì 2.96 trên 1, có cái thì 3.01 trên 1 ha, có cái thì 3.14 trên 1. Ha. mà nó coi như là ít có cái nào mà nó nằm trong cái cái gọi là đúng với cái con số 31 lắm và có những co những những cái gọi là thí dụ thí dụ như cuối cùng gần chữ 31 đó là 2,84/1. À, thì nó rất là thấp đúng không? Làm à, như vậy thì theo các bạn điều gì? À, làm cho cái cái tỷ lệ mà cuối cùng ở thế hệ F2 này nó không có chính xác là 31. Và làm thế nào để mà các bạn cải thiện được cái tỷ lệ này về gần đúng với tỷ lệ ba đã được đề cập trong cái quy luật thứ hai của màn đèn nhiều câu hỏi quá các bạn ha thì thông thường à, cái cũng trả lời luôn các bạn đó chính là cái số quan sát à, luôn luôn thấp để mà để mà các bạn đẩy nó về gần đúng với cái tỷ lệ theo lý thuyết mà mang đèn để đề cập ra thì bắt buộc cái số lượng cái số cỡ mẫu mà chúng ta lấy chúng ta khảo sát chúng ta gọi là đông điếm đo lường nó phải phải cao thì cái điều này nó làm cho cái tỷ lệ mà gọi là cái kết quả mà quan sát của mình nó về gần đúng với cái lý thuyết mà mang đèn đã đưa ra trong cái gọi là cái quy luật thứ hai Rồi sau khi mà nghiên cứu từng cái cặp tính trạng riêng lẻ thì mang đen cũng quay trở lại ha, giống như các nhà khoa học khác thôi bởi vì các bạn biết rằng đó chính là cái gì một cái cơ thể thì nó gồm nhiều tế bào và không thể nào tách từng tế bào được à, vì vậy mà coi như là mang đen nghiên cứu là bắt đầu là lên hai tính trạng và ông đã chọn những cái cây đậu mà có kiểu gen đồng hợp tử, à, đồng hợp tử khác nhau về hai cặp tính trạng do hai alen các bạn ghi như cái chúm cô ha do hai gen alen quy định và các alen này, à, các cái gen này thì nằm trên từng cái cặp nhiễm sắc thể riêng rẽ với nhau và nói với các bạn đó là khi thực hiện à, thì ông cũng tiến hành lai giống như là một cái tính trạng Ha. có nghĩa là phải chọn những cái cá thể mà nó nó thuần về hai tính trạng. À, thí dụ mà cô ghi trên cái màn hình đó chính là cái gì hình dạng hạt và cái màu sắc hạt, hạt tròn và hạt nhân, màu vàng và màu xanh. À, màu hạt tròn thì nó trội, màu vàng là nó trội, còn màu hạt nhân và màu xanh thì nó là tính trạng lặn. Là... kết quả của kẻ gọi là lai giữa cái hạt tròn vàng lai với hạt nhân xanh thì cho thấy rằng cái f 1 thu là tròn vàng à, và, và ông sử dụng các phương pháp lai phân tích để mà kiểm tra coi có phải nó phân ly độc lập với nhau hay không thì kết quả là ông thu được bốn cái kiểu hình bốn à, kiểu hình à, coi như là như vậy thì à, ở cái từng cái tính trạng thì con lai nó vẫn phân ly theo cái tỷ lệ là 1 1. Sau khi mà xác định được đó là hai cái hai cặp gen này nằm hoàn toàn trên nhiễm sắc thể à, khác nhau ha, à, có nghĩa là phân ly độc lập thì ông mới bắt đầu cho F1 tạp vào với nhau. Và chúng ta có được cái gì? À, cái gọi là cái số giao tử ở mỗi một cái cái con F1. Và kết quả à, đó chính là khi mà tạp giao với nhau à, thì những cái gen mà không alen với nhau thì nó có thể tự do tổ hợp lại và nó xuất hiện những cái tổ hợp gen mới hơn so với bố mẹ. Và thông thường thì cái số tính trạng mới được hình thành nó lại nhiều hơn so với bố mẹ của chúng. Đây là cái tính phức tạp của cái việc mà lai like nhiều tính trạng. À, bắt đầu từ hai tính trạng trở đi và những tính gọi là những cái tổ hợp các tính trạng mới ở cây lai này được gọi chính là cái hiện tượng biến dị hỗn hợp chúng ta thấy đây là cái sơ đồ lai à, của cái gọi là cái à, giữa các f 1 với nhau để tạo hình nên cái f 2 thì chúng ta thấy rằng có chúng ta thu được chính là tròn vàng à, ba là tròn xanh 3 là nhân vàng và một là nhân xanh và tỷ lệ theo cái gọi là công thức mà mang đây đã thực hiện thì kiểu hình nó luôn luôn là chín ba ba một và nếu như tách từng tính trạng ví dụ như là hình dạng hạt hoặc là màu sắc hạt thì kiểu hình nó vẫn theo cái gọi là cái phân ly theo tỷ lệ là ba một và kiểu sen thì khi phân tích kiểu sen giữa hạt tròn và hạt nhân 13 à, 12 cộng cho à 9 cộng cho 3, 9 hạt tròn à, là nhân với 3 cả cộng với 3 hạt tròn. 3 hạt nhân cộng với 1 hạt nhân thì 12 chia cho à, 12 chia cho 4 ha thì các bạn nhìn thấy nó là 31 rồi, đó là về kiểu hình. Còn về kiểu sen thì chúng ta thấy rằng đó là cái kiểu gen nó là một đồng hợp tử trọi hai dị hợp tử và một đồng hợp tự là ba là một hai một như vậy thì sau cái kết quả mà ông nghiên cứu chúng ta đi đến cái phần là phát biểu của cái quy luật phân ly độc lập hai tính trạng quy luật được phát biểu như sau khi cho lai các cá thể mang hai tính trạng khác nhau được quy định bởi các gen nằm trên những cặp nhiễm sắc thể khác nhau thì chúng sẽ di truyền độc lập với nhau và thế hệ con lai thứ hai sẽ xuất hiện kiểu hình theo tỷ lệ 9, 3 và 1. Và cái đây là cái phát biểu phần phát biểu của quy luật phân ly độc lập hai tính trạng. Và điều kiện đúng đó chính là cái gì? Các bạn phải đảm bảo được các cái yếu tố giống như là cái quy luật đồng nhất và quy luật phân ly độc lập một tính trạng và trong cái phần mà thuật toán thì thông thường khi mà chúng ta làm cái phép lai rất, rất khó để mà dự đoán giao tử thì chúng ta có một cái công thức tính đó là để dự đoán cái số mà giao tử được tạo ra thì người ta dựa trên cái gọi là cái số cặp gen dị hợp tử và chúng ta có hai n thí dụ À, đối với cái gọi là cái số 1 này thì chúng ta có hai cái cặp dị hợp tử như vậy thì cái gì số dị hợp tử nó sẽ là bằng mấy hai lý thừa hai nó là bốn ha còn đây cái thí dụ thứ hai chúng ta sẽ đếm cái số cặp nhiễm sắc thể số cặp mà dị hợp tử như vậy chúng ta có bốn cặp gen nha bốn cặp gen trong đó chỉ có ba cặp chỉ hợp tử mà thôi như vậy áp dụng công thức này chúng ta có hai mũ ba thì chúng ta sẽ có hai mũ ba bằng 8 cái gọi là cái gì giao tử được tạo ra tương tự thì các bạn sẽ nhìn thấy ở trong đây là cái phần mà các cái cặp rèn à, thì chúng ta tính thử coi cái số lượng các giao tử được tạo ra trong trường hợp thứ ba là bao nhiêu? Dự đoán về cái số kiểu tổ hợp mà giao tử được tạo ra, thì chúng ta thấy rằng ở cái định luật phân ly một tính trạng chúng ta có ba trội và một lần. như vậy thì chúng ta sẽ có là bốn. À vì vậy mà để mà số kiểu tổ hợp tạo ra thì chúng ta phải lấy công thức bốn và dựa trên cái số cặp gen gì hợp tự. Áp dụng thứ nhất trong trường hợp đầu tiên, chúng ta có hai cặp gen dị hợp tự. Như vậy, số kiểu tổ hợp à, được tạo ra đó là 4 mũ 2. Ha? có nghĩa là 4 x 4 thì chúng ta sẽ có 16 kiểu tổ hợp. Hai các bạn ha. Tương tự thì các bạn tính cho cô À, đây là cái trường hợp thứ hai thì chúng ta sẽ có bao nhiêu kiểu tổ hợp cuối cùng được tạo ra hoặc là coi như là phần thứ ba đó chính là dự đoán số kiểu sen được tạo ra thì chúng ta có một đồng hợp tử trội một à một là dị hợp tử và một là đồng hợp tử lặn như vậy chúng ta có ba kiểu sen được tạo ra và con số 3 này à, nó là như vậy và cũng n này chúng ta dựa trên số cặp dị hợp tử ở đây chúng ta có hai cặp gen dị hợp tử như vậy thì số kiểu gen được tạo ra nó sẽ là 3 mũ 2 bằng 9 hay các bạn ha à, như vậy thì chúng ta sẽ có chín cái gọi là kiểu gen được tạo ra tương tự các bạn tính toán dùm cô à, trường hợp thứ hai coi coi dự đoán số kiểu tạo xe à, kiểu sen được tạo ra là bao nhiêu Rồi. như vậy thì ngày hôm nay à, chúng ta vừa đi xong cái chương thứ hai đó là à, di truyền mang đẹp cô vừa giới thiệu với các bạn à, cái thứ nhất đó là cái hoàn cảnh ra đời của mang đen ha và các cái phát hiện của ông liên quan đến các cái gọi là cái quy luật mà ông đã thực hiện trong suốt 7 năm đó. Chúng ta có ba quy luật. Một là cái quy luật về tính đồng nhất Cái thứ hai là quy luật phân ly một tính trạng. Và cái thứ ba đó chính là cái gì? Quy luật phân ly độc lập hai tính trạng. Các bạn về, các bạn xem cái video và các bạn trả lời giùm cô tất cả những cái câu hỏi mà cô đặt ra trong suốt cái quá trình của buổi học ngày hôm nay. Trước khi chúng ta kết thúc cái buổi học, các bạn có thắc mắc gì hay không thì các bạn có thể trao đổi với cô trước khi mà chúng ta say goodbye. có không các bạn dạ cô ơi cái môn này mình thi là trắc nghiệm hay tự luận vậy cô à, các bạn thì trắc nghiệm tất cả những câu hỏi mà từ nãy giờ cô hỏi các bạn đó thì đó chính là cái những cái câu hỏi mà liên quan đến phần thi trắc nghiệm của các bạn thậm chí là cả những cái phần mà cô nói cho các bạn cái tự giờ cái bài tập ba cái phần mà à, dự đoán cái kiểu gen kiểu giao tử hay là kiểu tổ hợp này cái nào đó đó thì nó đều nằm trong cái phần thi trắc nghiệm của các bạn hết. Các bạn nào hỏi cô gì không nè Nếu mà các bạn không có thắc mắc gì thì chúng ta kết thúc ở đây ha các bạn nhé dạ, hẹn gặp lại các tài bạn tài liệu tài liệu cô chưa có gửi lên đúng không cô ờ, cái phần này thì cô thấy là uh, trên cái mỗi một cái phần mà bài giảng đó thì đều có cái video hết em cho nên là uh, coi như là lớp có thể download lại để xem lại cái tài liệu này có gì khó hiểu không mày Lớp hôm nay là tham dự được là tổng cộng là 17 người đó cũng đông đấy các bạn có gì có gì thắc mắc không không có thắc mắc thì uh, nếu mà chưa thì các bạn xem lại cái video này uh, tại uh, lấy thông tin từ cái trung tâm liên kết ha uh, cái Các bạn thấy là cái hỗ trợ kỹ thuật đó thì cái phần này được ghi nhận ở mỗi một cái buổi học các bạn có thể download À, về vậy các bạn nghe, he các bạn nghe. À, còn nếu như các bạn thắc mắc thì uh, trong cái buổi học ngày mai cô sẽ uh, coi như là trả lời cho các bạn. Chúng ta tạm biệt nhé các bạn ha. Yeah. Dạ. Ok, chào tạm biệt các bạn. Dạ, yeah, cảm ơn cô. Yeah. 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 Dạ, chào cô uh, Chào các em. Nó, chào cô. <laughs>